Chương 31: Theo như nhu cầu. Bình thường binh khí, coi như lại như thế nào cứng cỏi sắc bén, chỉ có thể coi là lợi khí, có thể phát huy tác dụng cũng có hạn, chỉ có thể là người bình thường sử dụng. Nếu là người tu hành, đem pháp lực quán chú trong đó, cho dù tốt lợi khí, cũng sẽ bởi vì không thể thừa nhận mà đứt đoạn, mà pháp khí thì lại khác, có thể tiếp nhận dung nạp pháp lực. Triệu Đông hắn giọng một cái, chậm rãi mà nói giải thích nói ra chui kiếm này có thể quán chú pháp lực. Viên Minh kinh ngạc nói. Ngươi thử nhìn một chút. Triệu đồng không có trực tiếp trả lời, thành kiếm đưa cho Viên Minh. Viên Minh tiếp nhận trường kiếm sau nắm chặt, thôi động trong đan điền pháp lực, hướng phía lòng bàn tay dẫn đạo mà đi. Hắn chỉ cảm thấy pháp lực tại lòng bàn tay ngưng tụ về sau, giống như là lập tức tìm được phát tiết cửa ra vào, kéo dài mà ra, tiến nhập trong tay thanh đồng trường kiếm bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, thanh đồng trên trường kiếm sáng lên tận một thanh sắc lưu quan, giống như con cá từ kiếm đốc kiếm chỗ tới lui mà lên, bay thẳng mũi kiếm, ở trong rõ ràng phát tán ra một cổ khí sắc bén. Cá trắm đen Lúc này, viên minh mới chú ý tới, thân kiếm tới gần kiếm đốc kiếm vị trí. Tuyên khắc lấy hai cái xinh đẹp nam cương chữ nhỏ. Đây là luyện khí người lưu lại minh văn, không phải chính hắn danh tự, là hắn cho thanh kiếm này đặt tên. Như thế xem ra, thanh kiếm này hoặc là hắn tác phẩm đắc ý hoặc là chính là đối với hắn có phi phạm ý nghĩa triệu đồng liếc qua tùy ý nói ra vậy ngươi vì sao nói nó là kiện nửa pháp khí viên minh lại hỏi bởi vì bình thường pháp khí đều có nhất định phụ thuộc quy năng tỷ như phóng thích đóng băng hỏa diễm lôi điện chờ chút đây là bởi vì trong đó ẩn chứa có khác biệt thuộc tính trận văn bố trí mà ngươi chui kiếm này luyện chế sau khi hoàn thành cũng không tiến hành trận văn khắc họa cho nên không có được năng lực như vậy triệu đồng tiếp tục giải thích nói viên minh tưởng tượng mới thân kiếm hoàn toàn chính xác chỉ là trở nên sắc bén hơn cũng không cái khác phụ thuộc quy năng liền hỏi cái kia còn có thế bổ cứu một lần nữa khắc họa trận văn sao có thế tự nhiên là có thế đấy bất quá cái này cần hỏa luyện nhà trưởng lão mới có thể làm đến đệ tử tầm thường nhưng không có bản sự này triệu đồng nói ra Viên Minh nghe xong, liền biết tạm thời vô vọng, lấy hắn bây giờ thú nô thân phận, lại thế nào góp nhặt tài nguyên. Cũng tuyệt đối không khả năng mời được đến một vị tông môn trưởng lão, vì chính mình luyện chế pháp khí. Còn có một cái đồ vật, muốn cho ngươi trưởng trưởng nhãn. Viên Minh nói xong, lấy ra cái kia từ trên tay ba âm có được gốm đen bình nhỏ. Triệu đông cầm tới, tò mò mở ra, lập tức ngửi được một cổ gây mũi cây độc mùi hắn lập tức đi chuyển đi đến, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ đẩy trở về, nói ra, đây là bạo huyết hoàng, ngươi chỗ nào lấy được. Thứ này có làm được cái gì? Viên Minh không có giải thích, đắp kín nắp bình, hỏi. Triệu đông tưởng tượng, liền minh bạch vật này là làm sao tới được rồi. Khoác lông thú nô ở giữa chém giết cướp đoạt, hắn thấy cũng nhiều. Thiêu đốt tinh huyết, kích phát tiềm lực, có thể khiến người ta ngắn ngủi bộc phát ra viễn siêu chính mình thực tế lực lượng, không qua đi di chứng cực lớn, không đến sinh tử tồn vong thời điểm, tuyệt đối không nên dùng. Triệu Đông tự như giải thích, lại như dặn dò. Viên Minh nghe vậy, nghi hoặc trong lòng ngộ ra, ba âm lúc trước nhất định là ăn cái đồ chơi này, mới đột nhiên bạo tẩu, đã có đánh giết nhân diện quỷ thu lực lượng. Về phần di chứng, ngẫm lại sau khi hắn chết thi thể liền biết khủng bố đến mức nào rồi. Đa Tạ giải thích nghi hoặc, lần này liền bán ra cái này hai cây chân nhện rồi viên minh nói xong thu hồi chính mình cá trắm đen kiếm được thôi lần này ngươi muốn đổi thứ gì triệu đồng hỏi viên minh trầm ngâm một lát hỏi có cái gì kiếm thuật công pháp cái này thật đúng là không có triệu đồng nghe vậy lắc đầu nói viên minh nghe vậy trong lòng cảm thấy tiếc nuối chúng ta bích la động này đây ngự thú nghe tiếng tông môn môn nội công pháp cũng coi đây là chủ về phần một chút hỗn tạp đê giai công pháp cũng không ít nhưng kiếm thuật công pháp ta còn thực sự chưa thấy qua triệu đồng giải thích nói đã như vậy vậy lần này trước hết không đổi đồ vật gửi ở ngươi nơi này trước tích lũy chờ ta đã có muốn đổi đồ vật lúc làm tiếp trao đổi viên minh suy nghĩ một chút nói ra có thể hoặc là ta cũng có thể đi giúp ngươi tìm hiểu tìm hiểu có hay không hỏa luyện nhà vị sư huynh nào dám mạo hiểm cho ngươi khắc hòa trận văn, xem bọn hắn có cần hay không cái này nhân diện quỷ thù chân nhện. Triệu đồng nhẹ gật đầu, nói ra. Đa tạ rồi. Viên minh ông quyền nói. Đều là sinh ý, không cần khách sáo. Triệu đồng khoát tay áo, tùy ý nói ra. Viên minh cáo từ một tiếng. Dự định rời đi. Hôm nay đúng lúc là nọc lên huyết thực thời gian, hắn dự định đi một chuyến cột mốc biên giới bên kia. Lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến triệu đồng thanh âm, tự như tùy ý hỏi, đúng rồi, người giết nhân diện quỷ thù thời điểm, có hay không lấy đi nó gương mặt kia ra? Viên Minh nghe vậy, trong lòng hơi động một chút, hỏi, cái kia làm người ta sợ hãi đồ chơi cũng hữu dụng. Hắn một câu nói kia hỏi ra, trong mắt triệu đồng rõ ràng hiện lên một vòng vẻ thất vọng. Vật kia thế nhưng là luyện chế thiên cơ mặt nạ tài liệu chính, ngươi không nhặt coi như xong. Triệu đồng khoát tay áo, ra hiệu hắn có thể đi viên minh từ phản ứng của hắn bên trong đánh giá ra cái kia nhân diện quỷ thù da mặt nhất định không phải là cái gì phổ thông đồ vật ít nhất là đối với triệu đồng mà nói có chút trọng yếu đồ vật trách không được chịu giải thích cho ta nhiều đồ như vậy nguyên lai là vì cái này làm nền trong lòng viên minh thầm nghĩ hắn dừng bước lại xoay người hỏi đúng rồi nơi này của ngươi còn có hay không giống như là bách thảo tập sách có thể hay không lại cho ta hai quyển Viên Minh cũng chính là từ nơi này của Triệu Đồng đã nhận được bách thảo tập, mới có thể nhận ra nhục linh chi đấy. Ngươi muốn những cái kia làm cái gì? Triệu Đồng hỏi. Được thêm kiến thức, lần sau gặp lại nhân diện quỷ thù cái này hung thú, liền biết trên thân nó những thứ đó hữu dụng, những thứ đó vô dụng. Viên Minh vừa cười vừa nói. Triệu Đồng nghe vậy, một chút do dự, từ trong ngực móc ra một bản màu xanh sách, ném tới viên minh vội vàng đưa tay tiếp được nhìn lướt qua phong bì trên đó viết thường loại hung thú đồ giám trong này toàn bộ thập vạn đại sơn bên trong thường gặp hung thú tính tình cùng thủ đoạn công kích cùng có thế lợi dụng trình độ đều có ghi chép ngươi xem cái này liền đủ rồi triệu đồng nói ra viên minh nghe vậy mừng thầm trong lòng vừa định nói lời cảm tạ liền nghe hắn lại bổ sung sách này sách đối với các ngươi khoác lông thú nô mà nói có giá trị không nhỏ xem như dùng một cây chân nhện đổi đấy. Ta. Viên Minh nói lời cảm tạ lời nói ngạnh tại trong cổ họng, trong lòng thầm mắng một câu, cứ thế mà đi. Đi vào cột mốc biên giới chỗ, Viên Minh lần nữa gặp được hô hỏa trưởng lão. Đối với hắn duy nhất một lần giao ra 13 phần huyết thực, hô hỏa trưởng lão chỉ là một chút xem xét liền thu vào, cũng không có biểu hiện ra cái gì quá mức ngoài ý muốn. Có thế nhanh như vậy thích ứng khoác lông thú nô sinh hoạt người không nhiều, Ngươi làm không tệ, hắn lạnh nhạt nói một câu, tiện tay đem một viên hữu tâm đang giải dược thả tới, viên minh sau khi nhận lấy, không có lập tức ăn vào, mà là mở miệng hỏi, trưởng lão, liên quan tới phệ mau chi thuật, ta có một điểm nghi hoặc, không biết có thể hay không hướng ngài hỏi thăm một hai. Không thể. Hô hỏa trưởng lão lời ít mà ý nhiều, trực tiếp cự tuyệt nói. Xem ra muốn từ hô nơi này của hỏa trưởng lão đạt được trợ giúp, là không thể nào viên minh ánh mắt chớp lên, trong lòng thầm nghĩ, không có chút nào ngoại ý muốn. Ta lúc trước nói qua cho ngươi đấy, như thế nào trở thành ký danh đệ tử sự tình, đừng quên là được. Hô hỏa trưởng lão sắc mặt lãnh đạm, lại nói một câu. Viên minh nghe vậy khẽ giật mình, không rõ hắn vì sao lại nhắc tới cái này, vẫn là ông quyền cảm ơn một tiếng, đa tạ trưởng lão nhắc nhở. Chỉ cần có thể trở thành bích la động ký danh đệ tử, liền có thể thoát ly khoác lông thú nô thân phận, tự nhiên cũng sẽ không cần lại lo lắng phệ mau chi thuật phản phệ, nhưng thu thập ngàn phần huyết thực đại giới, nhưng lại sẽ tạo thành phản phệ phong hiểm tăng nhiều cùng thời gian sớm. Đi một bước. Nhìn một bước đi, làm hết sức tăng lên thực lực bản thân, luôn luôn không sai. Đường dài còn lắm gian truân. Viên Minh than nhẹ một tiếng, tự lẩm bẩm. Qua mấy ngày, Thanh Lan ban người rốt cuộc xác nhận chi kia phái ra truy sát viên minh tiểu đội, đã toàn viên mất tích. Ban chủ, chúng ta tìm khắp cả phụ cận phương viên trăm dặm, vẫn là không có ba âm phó ban chủ tung tích của bọn hắn, xem bộ dáng là giữ nhiều lành ít. Bọn hắn trước đây muốn đi truy sát cái kia viên minh đấy, không phải là gặp tiểu tử kia độc thủ. Một cái mặt hình vuông miệng rộng, mắt lộ ra hung quan giả mang nhân nói ra. Căn cứ ô lỗ phản hồi, cái kia viên minh có khả năng đã đạt tới luyện khí tầng 2, nhưng dù vậy, ba âm thế nhưng là luyện khí ba tầng, có thể chết ở trên tay hắn. Trên mặt ô bảo bắp thịt co rúng. Cũng đúng, ba âm lại thế nào củi mục, cũng không nên chết ở một cái luyện khí tầng 2 gia hỏa trong tay. Ta cảm thấy, ở trong đó chuyện ấn ở bên trong khẳng định nhỏ không được. Ba đồ trầm ngâm nói ra. Ba đồ, ngươi có lời gì cứ việc nói thẳng, chớ cùng ta công công quấn. Ô bảo tâm tình không tốt, trách mắng. Ban chủ, ta là nói. Chúng ta gần nhất khuếch trương quá nhanh, có phải hay không bị thế lực khác theo dõi? Nếu không một cái chỉ là luyện khí tầng 2, làm sao dám đối với chúng ta người xuất thủ? Ba đồ dừng một chút, thanh âm chưa phát giác nhỏ mấy phần. Không có khả năng. Phụ cận mấy cái thế lực tình huống ta đều như lòng bàn tay, lấy ba âm thực lực, cho dù không địch lại Tự vệ vẫn là không ngại đấy, nghe xong lời ấy, Ô Bảo không khỏi ngưng lông mày trầm tư, thấp giọng nói ra. "Ban chủ, còn có một loại khả năng." Ba Đồ bỗng nhiên vỗ óc một cái, còn nói thêm. "Cái gì?" Ô Bảo nhìn về phía hắn. "Ba âm tiểu tử kia đem người phản loạn chúng ta Thanh Lang Bang đã quy hàng người khác." Ba Đồ nói ra. Nghe vậy, Ô Bảo ánh mắt lập tức động lại, thoáng qua hắn liền mắng ngươi cùng ba âm thường hay bất hòa, ta từ trước tới giờ không hỏi đến, nhưng chuyện cho tới bây giờ, cũng không thể tại việc này bên trên không có bằng chứng nói mò. Ban chủ bớt giận. Ta chỉ là đưa ra ta phỏng đoán, ba âm cùng ba người khác tập thể biến mất, chuyện này bất kể thế nào nhìn, đều lộ ra sợi quái dị. Ba đồ vẫn không thuận không buông tha nói. Ô bảo nghe vậy, một tay đặt ở trên chân, chống đỡ cái cầm, trầm mặt thật lâu gần nhất trước đem thả xuống truy sát viên minh sự tình, đem nhân thủ rút lui trở lại cho ta. Về sau tận lực lấy 10 người làm đơn vị, càng không được đơn độc hành động, cho ta toàn lực tìm kiếm ba âm tung tích của bọn hắn. Một lát sau, hắn ngẩng đầu phân phó nói. Chương 32, Săn mật. Trong đêm, một tòa ẩn nấp địa động bên trong lóe lên một điểm mờ nhạt đèn đuốc. Viên Minh khoanh chân ngồi tại mặt đất trong động, trước người một cái bị móc ra lõm đá cùi bên trong, lấp lấy trăng rừng dầu trơn chế thành dầu thấp, thắp sáng trong ngọn lửa, hơi có chút hứa khói dầu toát ra, tản ra nhàn nhạt ngọt ngào hương vị. Trong tay hắn bưng lấy một bản vô lại sách, đang tập trung tinh thần mà nhìn xem. Trách không được triệu đồng muốn nhân diện quỷ thù gia mặt, nguyên lai like cái này thiên cơ mặt nạ tốt như vậy dùng, vậy mà có thể biến hóa ngàn cái khuôn mặt không phải kết đan kỳ trở lên tu sĩ không thể nhìn phá. Viên Minh chật chật nói ra. Đoạn này thời gian đến nay, hắn đối với tu hành một chuyện hiểu rõ, cũng dần dần rõ ràng, biết tại luyện khí kỳ về sau, vẫn còn trúc cơ kỳ, trúc cơ kỳ về sau chính là kết đan kỳ, lại sau này chính là giống như thần tiên nguyên anh kỳ rồi. Bất quá, trừ bỏ luyện khí kỳ bên ngoài phía sau mấy cảnh giới, hắn cũng chỉ là biết cái danh tự, đến tột cùng có gì khác nhau, hắn còn làm không rõ ràng. Sau một lát, hắn khép lại quyển kia thường loại hung thú đồ giám, yên lặng nhớ lại một cái bên trong ghi lại hung thú tình huống. Âm thầm ghi tạc trong lòng. Kẹt tại cái này luyện khí tầng hai bình cảnh bên trên, đã hồi lâu không thể tin tiếng, cũng không biết thứ này có hữu dụng hay không. Viên Minh thu hồi sách, bừng lấy khối kia lớn chừng bàn tay nhục linh chi, lẩm bẩm. Bách Thảo Tập đã nói, 10 năm trở lên nhục linh chi có thể sinh bạch cốt, đi thịt thối trăm năm trở lên, sắp chết người, cường tráng khí huyết, trợ tu hành, cùng phục linh cỏ, xích hoàng tinh, cây ngũ gia bị linh các loại thuốc dùng được luyện thành linh chi đan, công hiệu có thể gấp bội. Trên tay hắn chi này, nhìn hình dạng lớn nhỏ, liền đã có trăm năm dược linh rồi. Đáng tiếc viên minh tất nhiên là không có cách nào tìm người giúp hắn luyện chế thành đan dược, một khi lấy ra, chỉ sợ còn biết mang đến cho mình tai họa. Dù sao, thất phu vô tội, mang ngọc có tội chỉ có thể ăn sống rồi, dù sao cũng so không ăn mạnh mẽ. Viên Minh thở dài, nói ra. Dứt lời, hắn khoanh chân ngồi xuống, điều chỉnh một cái hô hấp, bắt đầu yên lặng vận chuyển lên cửu nguyên quyết tầng hai công pháp, đem trong đan điền pháp lực điều động, du tẩu chu thiên. Đợi đến quanh thân khí huyết bị điều động thời điểm, Viên Minh chậm rãi mở hai mắt ra, cầm lấy nhục linh chi, cắn một cái xuống dưới. Cái kia sờ tới sờ lui nhục cảm xúc giác, đang cắn sau đó truyền đến lại là đầu gỗ sợi cảm nhận, một loại đắng chát hương vị tại giữa răng môi lan tràn, để hắn nhìn không được trừng lớn hai mắt. Thật là khó ăn, trong lòng viên minh yên lặng nói một câu, nhưng không có phun ra, mà là cố nén khó chịu, nhai nhai nhắm nuốt. Chỉ chốc lát sau, viên minh liền đem cả khỏa nhục linh chi tất cả đều nuốt vào trong bụng. Sau đó, hắn liền tiếp theo bắt đầu thử nghiệm vận hành cửu nguyên quyết ba tầng công pháp, cẩn thận đi cảm thụ tự thân biến hóa. Có thế khiến hắn thất vọng chính là, cửu nguyên quyết ba tầng công pháp vừa mới một vận chuyển. Loại kia ngưng trệ khốn đốn cảm giác lại lần nữa đánh tới, pháp lực vận hành giống như là gặp lấp kín tường cao đồng dạng, bị gắt gao ngăn trở, không thể vượt qua. Không được sao? Trong lòng viên minh thầm than một tiếng. Quả nhiên, cho dù là thiên tài địa bảo linh dược, cũng cần đặc biệt luyện chế về sau, mới có thể kích phát trong đó công hiệu nhưng vào lúc này viên minh bỗng nhiên nhướng mày hai tay đặt tại bụng dưới vị trí ngay sau đó đang điền của hắn vị trí thì có một dòng nước nóng dâng lên giống như là tại phần bụng nhất lên một cái lò sưởi viên minh chính vô cùng kinh ngạc ở giữa bỗng nhiên cảm thấy nơi bụng vẽ này nhiệt lưu nhiệt độ đột nhiên tăng lên trên diện rộng từ lúc mới bắt đầu ấm áp nóng cảm giác trở nên có chút đốt người hắn chỉ cảm thấy nơi bụng lò sưởi rời đi thủy, hỏa diễm tất cả đều tràn ra ngoài, đốt đến trong bụng hắn khô đau nhất. Trong lòng viên minh có chút lúng cuống, liền vội vàng đem quần áo trên người giải khai, rộng mở ngực bụng. Nhưng dạng này nhưng như cũ không cách nào triệt tiêu vẻ này nóng kình, bụng của hắn làn da trở nên đỏ bừng, đồng thời bắt đầu hướng phía bộ ngực cùng bụng cổ vị trí chậm rãi lan tràn ra. Viên Minh liền vội vàng đem quần áo trên người đều trừ bỏ toàn thân trần trụi ngồi trên mặt đất, mới phát giác được thoáng thư hoãn một chút. Nhưng này cảm giác thư hoãn không tiếp tục bao lâu, hắn lại lần nữa bị khô nóng nuốt hết, toàn thân cao thấp làn da cũng bắt đầu chuyển thành màu đỏ, nhìn giống như là tôm luộc. Viên minh thậm chí đem trước người cái kia ngọn nho nhỏ ngọn đèn đều thổi dập tắt, thế nhưng là vẫn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, tâm thần không yên, trái tim tại ngực bên trong thùng thùng nhảy lên đến tự như nổi trống. Cùng lúc đó, hắn cũng cảm giác được pháp lực trong đan điền, tựa hồ cũng có chút sao động bất an, bắt đầu không bị khống chế đến hướng trong kinh mạch nhảy lên. Toàn thân kinh mạch truyền đến đau như bị kim châm đau nhất. Dĩ vãng tu hành lúc, nhưng từ chưa từng có trạng huống như vậy, viên mình không khỏi có chút lúng cuống. Bất quá rất nhanh, hắn liền cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, bắt đầu vận chuyển cửu nguyên quyết công pháp, ý đồ chải vuốt cũng dẫn đạo những cái kia pháp lực một lần nữa trở về đan điền. Cái này thử một lần phía dưới, hắn liền phát hiện pháp lực của mình cũng không mất khống chế, vẫn tại nghe theo lấy hắn điều khiển, chỉ bất quá vận chuyển tốc độ tăng tốc, mạnh mẽ trở nên mạnh hơn. Vừa nghĩ đến đây, viên minh liền có loại thể hồ quán đỉnh đốn ngộ cảm giác. Hắn vội vàng ở trong lòng mặc niệm cửu nguyên quyết tầng thứ ba công pháp khẩu quyết, y theo phương pháp tu hành đi dẫn đạo pháp lực ở trong kinh mạch lưu chuyển, lần nữa thử nghiệm đột phá đến luyện khí tầng thứ ba bất quá thời gian qua một lát viên minh hai mắt đột nhiên mở ra hai mắt tỏa ánh sáng lúc trước còn thế nào đều không xông phá bình cảnh lần này vậy mà dễ như trở bàn tay liền thông qua được trong nháy mắt bên trong đan điền của hắn pháp lực tăng vọt pháp lực lưu chuyển tốc độ cũng theo đó tăng tốc trước kia vận hành một vòng trời cần thời gian cũng rút ngắn gấp đôi tu hành hiệu suất tăng lên trên diện rộng viên minh vong ngã vận chuyển công pháp một lần lại một khắp nơi trên đất vận hành chu thiên, toàn thân trên dưới, đổ mồ hôi như mưa, đỉnh đầu cũng ẩn ẩn có sương mù màu trắng, bốc hơi mà lên. Theo tu luyện của hắn, trong cơ thể hắn vẽ này khô nóng cảm giác, bắt đầu dần dần thu liễm, toàn thân phím hồng làn da cũng theo đó bắt đầu biến mất, trong cơ thể pháp lực vận chuyển dần dần quy về bình ổn, trong đan điện tồn trữ pháp lực đã có tăng lên rất nhiều. Qua mấy canh giờ, viên minh chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Tại gốc này trăm năm dược linh nhục linh chi dược lực thôi phát phía dưới. Hắn rốt cuộc lần nữa đột phá, tiến dài đến luyện khí kỳ tầng 3. Vui sướng qua đi, viên minh không có dừng lại tu luyện, mà là tiếp tục khoanh chân ngồi tĩnh tọa, tận lực vững chắc cảnh giới của mình. Nửa tháng sau, một đầu rừng cây khe nước bên cạnh, một bóng người giữa khu rừng nhanh chóng xuyên qua, trên người hắn hất lên một trương vượng trắng da thú, trong tay mang theo một thanh thanh đồng cổ kiếm, đúng vậy Viên Minh. Giờ phút này, hắn cũng không thi triển vệ mau chi thuật, riêng là lấy người hình thái vung chân chạy như điên, tốc độ vậy mà cũng không chậm chút nào. Tại phía sau hắn. Trong rừng rậm cây cối không ngừng đổ rạp và chạm thanh âm thay nhau nổi lên. Cùng cùng trong bụi mù, một đầu dài đến bảy trượng, thô như thùng nước màu xanh nâu trăng rừng, chính nhanh chóng vặn vẹo thân thể, ở trong rừng va đập vào đuổi theo Viên Minh tới. Nó hai mắt hiện ra hổ phách màu vàng, mọc ra miệng to như chậu máu, lộ ra trên dưới hai đôi sắc nhọn răng lớn, một cây màu đỏ tươi lưỡi rắn từ đó phun ra, chừng dài khoảng sáu thước. Viên minh một bên chạy như điên, một bên quay đầu nhìn quanh, mắt thấy trăng rừng càng đuổi càng gần, hắn đột nhiên tăng tốc độ trợ lực, tiếp theo lăng không vọt lên. Lập tức nhảy ra ngoài xa bảy tám trượng. Trăng rừng thấy thế, đầu lâu bỗng nhiên hướng phía trước sông lên, thân thể vậy mà cũng thẳng lướt mà lên, đuổi theo viên minh đi lên. Viên minh người đang giữa không trung, đưa tay bắt lấy bên cạnh một gốc trên cây rũ xuống cây mây, bỗng nhiên hướng phía dưới kéo một phát, bên cạnh thân hai bên một cái cây mây làm thành bẫy rập lập tức nhanh chóng co vào. Trăng rừng nửa người chui vào một cái vụt nhỏ lại thòng lọng, vẫn không có thể hoàn toàn thoát thân, liền bị nắm chặt cây mây gắt gao trói lại, nửa người treo ở giữa không trung. Nó dãy dùa không thôi nắm kéo cây mây ngay tiếp theo phía trên tráng kiện nhánh cây đều kịch liệt lay động, mắt thấy là phải đứt đoạn. Nhưng này lúc, đã vòng trở lại viên minh nhảy lên thật cao, hai tay nắm chặt cá trắm đen kiếm, hướng phía trăng rừng đầu lâu đột nhiên bổ xuống. Mắt thấy trăng rừng liền bị một chiêu mất mạng thời điểm, nó cái kia dài khoảng sáu thước lưỡi rắn đột nhiên cuốn một cái, phản lại trói viên minh ở cây già hoành nhánh chịu không được trăng rừng thân thể trọng lượng, âm vang sụp đổ trăng rừng lưỡi dài cuốn một cái liền kéo lấy viên minh đem hắn lập tức kéo vào trong miệng viên minh còn chưa kịp phản ứng liền mắt tối sầm lại trên nửa thân thể đã bị trăng rừng nuốt vào tiến nhập một cái ướt át dinh dính khoan trống bên trong trăng rừng trên dưới quai hàm xương thu nạp áp lực cực lớn ý đồ đem viên minh xương cốt đập vụn viên minh lập tức cảm thấy xương ngực cùng xương sườn nhận lấy cự lực áp bách cả người hô hấp đều có chút không khoái thêm nửa trăng rừng trong bụng hơi thở tanh hôi không ngừng dâng lên để hắn đơn giản muốn ngạt thở đến ngất đi ngay tại trăng rừng khoang miệng bắp thịt ngọ ngoại đem viên minh từng chút từng chút đưa vào trong bụng lúc bên dưới bụng vị trí bỗng nhiên có một đạo xanh đậm hào quang sáng lên một đoạn hiện ra hào quang màu xanh mũi kiếm đột ngột đâm xuyên qua trăng rừng làn da từ bên trong xuyên ra ngoài ngay sau đó theo trăng rừng khoang miệng bắp thịt không ngừng nhúc nhích viên minh thân thể chậm rãi xâm nhập bụng rắn Cá trắm đen kiếm cũng theo đó xé ra trăng rừng bụng, vạch ra một lỗ hổng khổng lồ. Viên Minh toàn thân chất nhầy mà từ trăng rừng miệng vết thương ở bụng chui ra. Một cái tay nắm cá trắm đen kiếm, trong tay kia còn đang nắm một cái nhang sắc màu xanh sẫm, to như cây đu đủ chất thịt túi túi. Đó là trăng rừng mật trắng, cũng là trên thân nó ngoại trừ thú huyết, thứ đáng giá nhất, càng là triệu đồng cố ý đề cập qua, hy vọng viên Minh có thể mang về đồ vật viên minh lúc trước đã từng đánh chết ba đầu trăng rừng rồi bất quá mỗi lần các loại giết hết xé ra bụng của bọn nó lúc đều phát hiện bên trong mật trắng đã vỡ vụn màu xanh sẫm mật đem ổ bụng ăn mòn đến rối tinh rối mù hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng là trong giao chiến vô ý chấn vỡ đấy về sau mới phát hiện là trăng rừng tại gần như tử vong lúc vì không bị người thợ săn lấy gan chính mình vỡ vụn đấy rơi vào đường cùng hắn mới lựa chọn bị trăng rừng nuốt vào trong bụng từ nội bộ lấy gan biện pháp Bị hái mật trắng trăng rừng cũng không có lập tức chết đi, lăn lộn thân thể vặn vẹo không thôi, đuôi dài tả hữu quét ngang, còn muốn làm trước khi chết chống lại, nhưng chung quy là vô dụng rồi. Viên Minh dùng trữ máu túi tộn lấy thú huyết về sau, dẫn theo trường kiếm đi vào bên bờ sông, dự định thanh tẩy một cái trên người ô uế. Hắn vừa mới đi vào mép nước, còn chưa kịp cúi người, chợt thấy tự mình ngã ảnh ở trong nước cái bóng có chút cổ quái, đang muốn cẩn thận xem xét thời điểm, trong lòng bỗng nhiên một cái giật mình. Tự mình ngã chiếu vào trong nước mặt lại đột nhiên vặn vẹo. Biến thành một trương dữ tợn vô cùng trắng mặt. Chương 33, Dự thế. Viên minh con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, thân thể vội vàng ngửa về sau một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên mặt sông nổ lên một đạo bọc nước, một cái to lớn giữ tận đầu rắn đột nhiên từ trong nước sông ra, mở ra miệng to như chậu máu hướng phía viên minh há miệng cắn. Cũng may viên minh tránh né kịp thời, không có bị cắn trúng, con rắn kia thủ về sau mang theo dài 10 trượng mãn thân thể bay thẳng mà lên, thăm dò vào giữa không trung, đưa ra mặt nước đuôi rắn đột nhiên quét ngang, hung hăng đập vào viên minh bụng dưới. ầm à, một thanh âm vang lên. Viên minh bụng dưới truyền đến đau đớn một hồi cả người bị một cổ to lớn lực đạo quốc đến bay ngang ra ngoài thẳng đến đụng gãy ba khỏa cây già dạ mới rốt cục ngừng lại hắn dãy dụa đứng lên trong cổ lập tức truyền đến một trận ngai ngái hương vị lập tức ý thức được đầu này đánh lén mà đến thủy mãn thực lực tại phía xa lúc trước đầu kia trăng rừng phía trên đối phó trăng rừng lúc tự xưng là có mấy phần chắc chắn tăng thêm cố kỵ phệ mau thuật tại chỗ cho nên viên minh một mực không được biến thân muốn đơn thuần dựa vào người thân thể lực lượng thử chém giết hung thú, bây giờ lại không được. Hắn một tay bấm niệm pháp quyết thôi động trong cơ thể pháp lực. Hóa thành một đầu hung hãn vượng trắng. Đứng vững thân hình về sau, hắn mới phát hiện, đầu kia từ trong sông sông ra thủy mãn toàn thân đen kịt, trên thân mọc đầy hình thoi lân phiến, ngẩng lên thật cao đầu rắn bên trên, mọc ra một cái hình dạng xoắn ốc màu đen độc giác, một đôi tròng mắt màu đỏ tươi tỏa sáng, tràn đầy khát máu hào quang. Đây là độc giác khuê mãn. Viên Minh hơi có chần chờ nói. Hắn chỉ ở triệu đồng cho quyển kia thường loại hung thú đồ giám bên trong, gặp qua thứ này vẽ hình vẽ, bộ dáng chỉ có 5 phần tương tự, nhưng văn tự miêu tả cùng so sánh đặc thù lại đều cơ bản nhất trí. Nếu thật là vật kia, coi như phiền toái, trong lòng viên minh thầm than một tiếng. Đúng lúc này, cái kia màu đen khuê mãn đã phát động công kích, thân hình tới lui mà đến, vẫn duy trì cao đầu lâu tư thái, một trương miệng to như chậu máu ở trên cao nhìn xuống, hướng phía viên minh há miệng phun một cái. Một cổ màu tím khói đặt lập tức từ nó trong miệng phun ra, cuồn cuộn phóng tới mặt đất, trong nháy mắt liền đem phương viên mười trượng khu vực bao phủ, bên trong hoa cỏ lập tức quể oải, bày biện ra khô cạn hình ảnh. Bụng có khí độc, có thế khô bách thảo, thất bại tinh lực, lấy hỏa nhung qua trên lưng nọc độc có thể lẫn nhau giải. Trong lòng viên minh lưu vào trí nhớ trên sách miêu tả, lập tức liền đối mặt. Thứ này cho dù vẫn còn không tính là cấp một trung giai hung thú, cũng đã không sai biệt nhiều, nhưng so sánh bình thường trăng rừng khó chơi nhiều. Viên minh vội vàng hướng lui về phía sau mở, né tránh những cái kia lan tràn đuổi theo tới khói độc. Rống. Nhưng hết lần này tới lần khác lúc này, một tiếng hùng hồn thú rống bỗng nhiên truyền đến, kèm theo là một cổ mạnh mẽ gió lốc, trong nháy mắt cho màu tím kia khói độc lan tràn đầy nhanh, chỉ chốc lát sau liền đem phương viên trăm trường phạm vi đều che đậy đi vào viên minh chính là thoát đi tốc độ lại nhanh cũng không kịp gió tốc độ lúc này cũng bị bao phủ đi vào hắn vô ý thức nhắm lại hô hấp nhanh chóng hướng về bên ngoài thoát đi mà đi nhưng bốn phía khói tím tràn ngập không chỉ có che đậy hắn ánh mắt còn đem trên cây rũ xuống sợi đằng ăn mòn liền ngay cả cổ thụ nhánh cây cũng bởi vì trở nên khô cạn viên minh liên tiếp mấy lần thử nghiệm leo trèo đều là vừa mới bắt lấy, nhánh cây liền sẽ mục nát đứt gãy, ném hắn xuống tới. Lần này phiền toái. Viên Minh Châu mày, chỉ có thể tay cầm trường kiếm, nhìn chầm chầm bốn phía. Đúng lúc này, dưới chân mặt đất bỗng nhiên một trận rung động. Bên cạnh một đạo hắc ảnh lướt ngang mà tới, mang theo một trận kình phong. Viên Minh phát giác không ổn, vội vàng giơ kiếm đón đỡ. Chỉ nghe bang một thanh âm vang lên cá trắm đen bảo kiếm mũi kiếm chém vào tại độc giác khuê mãn trên lân phiến, tóe lên một chuỗi hỏa tinh. Lực lượng khổng lồ lần nữa bức viên minh lui, mặc dù không giống lần trước như vậy chật vật, nhưng cũng để trong miệng hắn một mực kìm nén khẩu khí kia bị đánh tan, không tự chủ được hút vào màu tím khói độc. Khói độc cửa vào trong nháy mắt, viên minh khoan miệng cùng cổ họng lập tức truyền đến một trận thiêu đốt khô khốc cảm giác. Phản phất nuốt sống một ngụm than lửa, lại là đau đớn lại là làm câm, mười phần khó chịu. Viên minh vội vàng lần nữa nín thở, ngưng thần nhìn bốn phía. Tràn ngập khói độc bên trong, màu đen cái bóng lần nữa đánh tới, bên trong lóe lên hai ngọn phát ra hồng quang đèn lồng, lại không phải khuê mãn thân thể, mà là đầu lâu của nó xông về phía viên minh đụng tới. Viên minh thấy thế, cánh tay lập tức tụ lực, bắp thịt phồng lên mà lên, trong đang điện pháp lực tuôn trào ra, rót vào cá trắm đen trong kiếm. Chỉ đợi độc giác mãn thủ vọt tới phụ cận, cánh tay hắn thật cao dơ lên, trong tay trường kiếm xanh đậm hào quang sáng rõ. Hướng phía cái kia hai ngọn đỏ tươi đèn lồng chính giữa, chém xuống một kiếm. Độc giác khuê mãn đầu lâu to lớn nhìn như ngang ngược va chạm, kỳ thực phương hướng khống chế được cực kỳ tinh chuẩn. Đầu bên trên chính giữa xoắn ốc sừng nhọn, giống như là một thanh trường mâu đâm thẳng mà đến, cùng trong tay viên minh mũi kiếm vừa vặn đánh vào nhau. Một tiếng kim loại giao kích thanh âm vang lên, nhộn nhạo lên từng trận thanh âm rung động. Trong tay viên minh trường kiếm bị cự lực phản chấn đến kém chút tuột tay, độc giác khuê mãn cũng bị đánh cho thân hình trì trệ, không thể không gật gù đắc ý tan mất lực đạo. Lúc này, viên minh lại là nhanh hơn nó một bước ổn định thân hình, lội lội mấy bước xông lên phụ cận, hai tay nắm chặt cá trắm đen trường kiếm, thân hình vòng vô một cái vòng tròn lớn, vung mạnh chuyển trường kiếm chém ngang tại độc giác khuê mãn trên phần bụng. Thương thương thương, một chuỗi hỏa tinh vẫy ra đồng thời, một vòng huyết quang thoáng hiện. Độc giác khuê mãn lân giáp, bị viên minh cái này thế đại lực trầm một kích, rạch ra một đường vết trách. Có thể thương tổn được nó, liền còn có đến đánh, trong lòng viên minh vui mừng. Nhưng mà, không đợi hắn cao hứng một hồi, thế cục lại đột nhiên chuyển tiếp đột ngột. Dưới người viên minh mặt đất đột nhiên một trận kịch liệt lắc lư, trên mặt đất đất đá băng liệt, bỗng nhiên lộ ra một đường vết trách. Hắn còn không có kịp phản ứng, người liền đã hướng phía dưới một trời, ngã vào vết nứt ở trong. Ngay sau đó, đất nứt ra dưới mặt hiển lộ ra khuê mãn cũng sớm đã bàn đi vào nửa cái thân thể, chỉ đợi viên minh rơi xuống về sau, liền lập tức co vào thân rắn, cuốn quanh hắn ở giữa. Trong lòng viên minh rung lên, cái này khuê mãn vậy mà cho mình xếp đặt cái bẫy rập. Hắn quanh thân siết chặt, lực lượng cường đại từ bốn phương tám hướng đè ép mà đến đem hắn lòng ngực xương cốt siết đến khanh khách rung động trong bụng mật dâng lên yết hầu chợt cảm thấy một trận đáng chát lực lượng thật mạnh trong lòng viên minh nói thầm một tiếng toàn thân lực lượng cũng bắt đầu bộc phát ý đồ chống ra khuê mãn thân trắng nhưng mà hắn mới có chút phản kháng khuê mãn lực lượng lại cũng tăng lên gấp bội hắn lòng ngực xương cốt tiếng ma sát lập tức trở nên càng phát ra dày đặc ngực ngột ngạt cảm giác cũng theo đó tăng lên hô hấp đều bắt đầu không khoái hắn cưỡng ép đem cầm kiếm cánh tay tránh ra một cánh tay vận lực ý đồ vung kiếm trảm kích nhưng này lúc hắn mới hút vào khí độc bắt đầu có hiệu quả trong cơ thể của hắn khí huyết vận chuyển đột nhiên trở nên ngưng trệ mặc dù pháp lực còn có thể điều động nhưng sức lực toàn thân lại bắt đầu nhanh chóng yếu bớt theo độc giác khuê mãn lần nữa nắm chặt trói buộc viên minh chợt cảm thấy cánh tay mềm nhũng trường kiếm liền không cầm được cổ tay nghiêng một cái đùng một tiếng rơi vào trên mặt đất tại tuyệt đối lực lượng trước mặt viên minh lần thứ nhất cảm nhận được tuyệt vọng độc giác khoe mãn gặp viên minh vũ trang đã giải trừ trên thân đã lộ ra mỏi mệt thái độ liền không còn tiếp tục nắm chặt thân thể mà là ngẩng đầu vây quanh trước mặt viên minh một đôi màu đỏ tươi đôi mắt nhìn xuống hắn trong mắt vậy mà mang theo một chút nhân loại tình cảm viên minh từ bên trong độc lên căm hận oán hận khinh miệt cùng tàn nhẫn rất hiển nhiên đầu này độc giác khuê mãn cùng hắn qua lại gặp được hung thú hoàn toàn khác biệt, không những có cực mạnh lực lượng, cũng đồng dạng có cực cao linh trí. Trên thân viên minh tinh lực ngưng trệ, lực lượng chảy qua mười phần nghiêm trọng, hắn ra sức khống chế cánh tay của mình, ở trên người một trận tìm tòi. Độc giác khuê mãn cho là hắn còn có thủ đoạn gì nữa muốn làm. Lúc này lần nữa nắm chặt thân thể. Ê! Viên minh không khỏi phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, thân thể cũng không nhịn được thẳng băng khuê mãn không chần chờ nữa to lớn đầu lâu hướng phía viên minh dò xét tới há miệng liền muốn đem trước mắt mỹ thực nuốt vào trong bụng viên minh bị nó trói buộc căn bản là không có cách tránh né chỉ có thể một tay bóp một cái pháp quyết trong miệng khẽ quát một tiếng lên tiếp theo một cái chớp mắt độc giác khuê mãn trước người sáng lên ánh sáng màu vàng choáng từng cây to lớn măng đá từ mặt đất đột nhiên dâng lên đâm đi lên tấn thăng luyện khí ba tầng về sau hắn địa thứ thuật cũng có tiến bộ không ít bây giờ đã có thể không dùng tay chạm đất mặt liền có thể phát động địa thứ thuật rồi thi triển tốc độ cũng tăng nhanh không ít nhưng mà địa thứ thuật biến thành măng đá uy lực có hạn căn bản là không có cách đột phá độc giác khuê mãn lân giáp chỉ là đem thân thể nhô lên căn bản không đã thương được nó độc giác khuê mãn thân thể bị đột nhiên nâng lên thân thể thoáng mất cân bằng đầu rắn từ bên người viên minh sượt qua người không thể cắn trúng hắn nhưng viên minh tây cũng đã tin chuẩn địa thứ vào bụng nó vết thương kia bên trong độc giác khuê mãn bị đau thân thể lập tức ngửa về sau một cái viên minh đâm vào bàn tay liền bị rút ra máu tươi tóe lên độc giác khuê mãn lập tức nổi giận lần nữa nổ trương miệng máu hướng phía viên minh một ngụm nuốt cắn xuống tới lần này viên minh không tiếp tục thi triển địa thứ thuật thậm chí không có tránh né mà là hai mắt nhìn chăm chú độc giác khuê mãn, trong miệng đến thầm nói, ba, hai, một. Chờ hắn tính toán hoàn tất, độc giác khuê mãn lao xuống đầu rắn đột nhiên cứng lại ở giữa không trung bên trong. Nó màu đỏ tươi trong đôi mắt, ánh mắt lấp lóe, đầu tiên là xuất hiện ngắn ngủi ngưng trệ. Ngay sau đó liền bắt đầu hiển hiện vẻ dãy dụa, sau đó nó vậy mà buông ra trói buộc lấy viên minh thân rắn, ngã ngửa trên mặt đất bên trên kịch liệt giằng co viên minh ngã trên đất, phát ra khô khốc một hồi khục, vội vàng vọt tới trước lăn lộn, nhặt lên trên đất cá trắm đen kiếm, trở lại nhìn về phía cái kia độc giác khuê mãn. Chỉ thấy nó thân thể vặn vẹo, trên mặt đất điên cuồng lăn lộn, một cây đuôi rắn mạnh mẽ đâm tới, không ngừng quét ngang hướng bốn phương tám hướng, quét lên mảng lớn bụi mù, đứt đoạn vài cây cây già. Vẫy ra các đá cùng băng lên một gọt, đem bốn phía tràn ngập khói độc đều tách ra không ít. Viên minh chịu đựng kịch liệt đau nhức, cưỡng ép vận khởi một đạo pháp lực, kích phát tự thân tinh lực vận hành, dẫn theo trường kiếm liền hướng phía đang tại vẫn dãy dụ độc giác khuê mãn vọt tới. Hắn né tránh khuê mãn lung tung quét tới cái đuôi, thân hình nhảy lên một cái, đi tới trên người của nó. Viên minh đưa tầm mắt nhìn qua, liền thấy độc giác khuê mãn trên bụng vết thương kia làm lớn ra rất nhiều, bên trong thình lình xuất hiện từng đầu màu đen cây mây bộ dáng đồ vật, đang tại điên cuồng sinh sôi, hướng phía khuê mãn huyết nhục bên trong chui. Còn tốt lúc ấy không tiện tay ném đi. Trong lòng viên minh mừng thầm. Ngay tại vừa rồi, hắn thừa dịp cùng độc giác khuê mãn thác thân thời điểm, đem lúc trước ký sinh tại gấu đen trên người khối thịt kia lựu, nhét vào khuê mãn trong vết thương. Vật kia nhìn xem giống một khối đá, nhưng tại gặp được máu tươi thời điểm, liền sẽ điên cuồng hấp thu, tiến tới phục sinh, cùng ký chủ tranh đoạt thân thể quyền khống chế. Mà dưới mắt, chính là độc giác khuê mãn tranh đoạt với huyết hồn đằng nhục thân thời khắc mấu chốt. Chương 34, Phấn đấu Viên Minh chờ đúng thời cơ, súc nguyên tí lực lượng kích phát đến cực hạn, một thân pháp lực cũng đều đều rót vào thanh ngư kiếm bên trong. Thân hình của hắn cao nhảy dựng lên, từ bỏ bùm bùm chặt, mà là lấy phá giáp năng lực mạnh hơn đâm, xông về độc giác khuê mãn cái sau đang bị huyết hồn đằng dây dưa, dưới mắt căn bản bất lực bận tâm viên minh. Viên minh trường kiếm không có nhận mảy may trở ngại, trực tiếp đâm vào khuê mãn mắt phải, một không mà vào. Phốc một tiếng vang nhỏ. Mãn lớn máu bắn tung tóe bắn tung tóe mà lên, nguyên bản còn tại kịch liệt dãy dụ độc giác khuê mãn thân thể lập tức băng thẳng. Tiếp theo mảnh bắn lên, thẳng đem trên người viên minh đều quăng bay đi xuống dưới. Ngay sau đó, Khuê mãn thân thể co vào vặn vẹo, hầu như kết thành một đoàn, nhưng không dậy dù bao lâu, liền không có lực lượng, không động đậy nữa. Viên Minh bò dậy về sau, lập tức lại nhào tới, chân đạp ở khuê mãn đầu, đem thanh ngư kiếm rút ra. Hai tay của hắn cầm kiếm, chiếu vào khuê mãn bộ ngực vị trí một trận lung tung bùng bùng chặt, thẳng chém vào lân phiến bay loạn, máu bắn tung tóe. Đây cũng không phải viên minh muốn thi bạo cho hả giận, mà là hắn đến tranh thủ thời gian tìm tới khuê mãn trái tim, để tránh bị huyết hồn đăng triệt để chiếm cứ ký sinh. Nếu không nó chỉ sợ muốn mượn thi hoàng hồn, lần nữa động, đến lúc đó lấy trạng thái của mình sợ là muốn hỏng việc. Một hồi lâu gian nan bùng bùng chặt, viên minh cuối cùng chặt mở khuê mãn lòng ngực, thấy được còn tại có chút khiêu động trái tim, phía trên quả nhiên đã bò đầy màu đen tơ mỏng. Hắn không chần chờ chút nào, lập tức giơ kiếm liền đâm, hai ba lần liền đem khuê mãn trái tim đâm đến hiếm nát. Làm tốt đây hết thảy về sau, viên minh mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra, từ trên thân lấy xuống trữ máu túi, phóng tới miệng vết thương, bắt đầu thu thập huyết thực. Nhưng hàng ngày vào lúc này, dị biến lần nữa phát sinh. Nguyên lai tưởng rằng đã chết thấu độc giác khuê mãn, vậy mà lần nữa bắt đầu chuyển động, mãn thân trong vết thương, bỗng nhiên có vài chục cái lớn bằng ngón cái màu đen cây mây sinh trưởng mà ra, lập tức liền trói viên minh. Lúc này viên minh, trên thân dư độc chưa thanh, pháp lực lại tiêu hao qua kịch, đã không cách nào tiếp tục cưỡng ép thôi động khí huyết, hai mắt trở nên có chút mô hình hồ, toàn thân không có chút nào khí lực, cơ hồ đã đánh mất năng lực chống cự. Mà cái kia độc giác khuê mãn đầu lâu lại tại lúc này, lại một lần nữa dơ lên, như cũ là mới thấp như vậy đầu nhìn xuống tư thái. Chỉ bất quá nó còn sót lại chỉ có một con mắt bên trong màu đỏ tươi một mảnh, lại không có lúc trước loại kia cùng nhân tộc tương tự cảm xúc, ánh mắt trở nên đờ đẫn ngốc trệ, hiển nhiên đã bị huyết hồn đăng ký sinh đã khống chế. Viên minh bị cây mây trói buộc lấy đưa đến khuê mãn đầu lâu trước, hắn lúc này mới phát hiện, nó bị thanh ngư kiếm đâm xuyên mắt phải lỗ thủng bên trong, thình lình có một cái màu đen bú thịt, đang tại co vào ngọ ngoại. Xem ra nó cũng không cần ký túc ở trái tim lên a. À. Viên minh hiểu được, thế nhưng đã chậm, cây mây đang đem hắn từng chút từng chút đưa hướng độc giác khuê mãn miệng to như chậu máu. Một phen đau khổ dãy dùa, cuối cùng khó tránh khỏi rơi vào miệng rắn hạ tràng. Viên minh hai mắt hết sức ngưng tụ, muốn khôi phục ánh mắt thanh minh, lại không cách nào làm đến, dù cho đứng trước tử cảnh, không có chút nào sinh cơ, hắn cũng vẫn như cũ không muốn từ bỏ. Ra sức đánh cược một lần, có lẽ có một chút hy vọng sống, nói thẳng từ bỏ, đó là hắn phải chết không nghi ngờ trong cơ thể hắn cửu nguyên quyết ba tầng công pháp điên cuồng vận chuyển, ý đồ tiếp tục ngưng tụ pháp lực, để hắn có thể lại có sức đánh một trận, nhưng này tạm thời ông chân Phật cử động, chung quy là khó mà có hiệu quả. Độc giác khuê mãn miệng máu, vẫn là nuốt viên minh đi vào. Ngay tại khuê máu trăng miệng sắp khép kín trong nháy mắt, viên minh hai con ngươi bắt đầu nổi lên màu đỏ tươi, một cổ không thuộc về hắn hung lệ bạo ngược cảm xúc, bỗng nhiên xông vào đầu óc của hắn cổ này cảm xúc bên trong có phẫn nộ có cừu hận có khát máu có rất nhiều bị viên minh bài xích tình cảm duy chỉ có đồng dạng cùng hắn thời khắc này cảm xúc trùng hợp đó chính là không cam lòng không cam lòng bị thua không cam lòng bỏ mình không cam lòng từ bỏ tiếp theo một cái chớp mắt viên minh cơ hồ bị cổ này phức tạp cảm xúc bao phủ kém chút mất đi tâm thần nhưng tại ngàn cân treo sợi tóc vẫn là trên cánh tay truyền đến một dòng nước nóng ổn định hắn tâm thần, để hắn khống chế được vẻ này hầu như muốn phát điên cảm xúc. Cùng lúc đó, viên minh cảm thấy trên người vượng trắng da thú trong nháy mắt nắm chặt, loại kia cùng hắn huyết mạch tương liên cảm giác trở nên càng thêm mãnh liệt, hắn toàn thân nguyên bản ngưng trệ khí huyết, tại thời khắc này lại đột nhiên lần nữa sôi trào lên. Viên minh cảm thấy toàn thân khô nóng, đại lượng khí huyết hướng phía nơi ngực cùng dũng tới. Ngay sau đó, nơi ngực của hắn huyết nhục nâng lên. Xương cốt tự sinh, một đầu đạm cánh tay màu vàng ống, đột ngột phá ngực mà ra, ngành sinh sinh xuyên thấu trói buộc lấy hắn dây leo, nằm ngón tay như đao, đâm vào khuê mãng mắt phải. Cánh tay màu vàng ống một phát bắt được trong hốc mắt cái kia nhúc nhích màu đen bướu thịt, nằm ngón tay dùng sức một nắm. Ầm một tiếng vang nhỏ, màu đen bướu thịt theo tiếng nổ tung, hóa thành bột mịn. Theo sát phía sau, độc giác khuê mãn thân thể nhanh chóng khô quắc co vào trong đó ký sinh dây leo cũng trong nháy mắt khô héo hóa thành tro bụi viên minh lập tức cũng khôi phục tự do rơi vào trên mặt đất hắn vội vàng ngạc nhiên đánh giá đến bộ ngực mình xuất hiện cục một tay thậm chí đã đã quên đi thu thập huyết thực chỉ thấy cánh tay kia nhìn như cùng tay vượng không hề có sự khác biệt lại vẫn cứ mọc ra đạm bộ lông màu vàng ống nhìn giống như là chiếc cây tại đây phó vượng trắng trên thân thể đồng dạng cực không hài hòa Hẳn là cái này vượng trắng gia thú, còn có tiếng hóa chỗ trống. Trong lòng viên minh vừa sợ lại kỳ. Tâm hắn niệm khẽ động, điều thứ ba cánh tay liền nắm tay đánh ra một cái sông quyền, lực lượng cường đại mang theo thân thể của hắn, không khỏi hướng phía trước sông lên, lực lượng so với hắn nguyên bản hai đầu cánh tay lại còn mạnh lên mấy phần. Cánh tay này cũng không biết có thể hay không thu hồi đi, tổng không đến mức về sau đều muốn tại ngực treo cái cánh tay đi bộ dạng này cũng quá kỳ quái, trong lòng viên minh âm thầm suy nghĩ. Ai ngờ, theo tiếng lòng của hắn ngôn ngữ cùng một chỗ, chỗ ngực màu vàng kim tay vượng vậy mà coi là thật co rút lại trở về. Hắn vội vàng sờ lên lòng ngực của mình, nơi đó hết thảy như thường, không có biến hóa chút nào. Làm sơ suy nghĩ về sau, viên minh lập tức lấy ra túi trữ máu, đi thu thập huyết thực, về sau đem trên đầu độc giác bóc ra về sau, mới vội vàng rời đi đảo mắt lại qua thời gian mấy tháng. Thập vạn đại sơn đã là rét đậm thời tiết. Tuyết lớn ngập núi, ngàn dặm trắng xóa. Viên minh tại đây thời gian mấy tháng bên trong, khổ tu không ngừng đồng thời, cũng ở đây không ngừng săn giết hung thú thu hoạch huyết thực, dần vào giai cảnh, mỗi tháng đều là vượt mức nộp lên trên, có đôi khi thậm chí có thể gấp 10 lần số lượng nộp lên trên. Đương nhiên, quá trình bên trong có thể không dùng phệ mau thuật, liền không cần phệ mau thuật. Tính được, từ hắn chính thức trở thành khoác lông thú nô đến nay, thời gian còn không đủ một năm rưỡi, nhưng hắn tính gộp lại thượng chức huyết thực số định mức đã có 507 phần nhiều. Trong 3 năm hoàn thành hơn ngàn số định mức, tại triệt để luân hãm trước trở thành bích la động ký danh đệ tử mục tiêu, cũng không còn như vậy xa không thể chạm rồi. Một ngày này, sáng sớm, trên vai viên minh khi một đầu tráng kiện hưu chân, chậm rãi từng bước đi tại núi lâm tuyết bên trong toàn thân hắn màu da đen kịt, trên mặt làn da thô lệ, chỉ từ vẻ ngoài nhìn lại, đã cùng năm cương người, thậm chí cùng giả nhân không có gì khác biệt rồi. Đông tuyết phong sơn về sau, rất nhiều loài gấu cùng mãn xà loại hung thú đều lâm vào ngủ đông ở bên trong, còn lại hung thú hoạt động cũng thật to giảm bớt. Săn bắt độ khó so trước kia lớn thêm không ít, viên minh hôm trước buổi sáng sau khi ra cửa, cho tới bây giờ mới từ bên ngoài trở về, nếu không phải vận khí tốt gặp một đầu hắc giác hưu, chỉ sợ cũng muốn tay không mà về. Dọc đường một mảnh rừng cây tùng lúc, hắn chợt nghe phía trước một trận ồn ào, tự hồ có người ở tranh đấu. Viên minh vô ý thức liền muốn đường vòng rời đi, bây giờ, ngoại trừ săn bắt hung thú góp nhặt điểm số, hắn đối với chuyện gì cũng không quá để bụng, chỉ vì theo tu vi tăng trưởng, phệ mau chi thuật phản phệ trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Đặc biệt là khi hắn mọc ra điều thứ ba màu vàng kim tay vượng về sau mỗi lần sử dụng phệ mau chi thuật biến hóa trong lòng hắn hung lệ chi khí đều sẽ trở nên càng phát ra mãnh liệt vẻ này khác máu bạo ngược cảm xúc lần lượt đánh thẳng vào lý trí của hắn viên minh cũng không biết dấu ở trong cánh tay hắn lư hương còn có thể ngăn chặn loại này phản phệ bao lâu ngay tại hắn dự định đường vòng lúc trời đi lại đột nhiên đã nghe được một cái có chút quen thuộc thanh âm các ngươi linh cẩu đường rác rưỡi, nếu không phải ta thân bị thương nặng chỉ bằng hai người các ngươi cũng dám ra tay với ta. Cáp cống. Viên minh thầm nghĩ. Đáp lại thanh âm này đấy. Là vài tiếng cười nhạo cùng khinh thường trào phúng, cùng một trận tiếng đánh nhau. Viên minh thở dài, thả ra trong tay hưu chân, bước nhanh chạy tới. Không đợi hắn đuổi tới phụ cận, một bóng người liền đã từ một lớn đám cỏ ở bên trong, bay ra. Viên minh tay mắt lanh lẹ, một thanh nâng này người phía sau lưng, lấy chân trái vì điểm tựa, thân hình vòng vô một vòng tròn, tàn mất va chạm lực đạo, đỡ lấy đứng tại chỗ. Ngay sau đó, lại có hai người từ rừng cây sau nhảy ra ngoài, trong tay các mang theo một thanh đao nhọn. Khi nhìn đến viên minh thời điểm, cái kia hai tên gia hỏa rõ ràng sững sờ, lập tức bên trong một cái dáng dấp xấu xí gia hỏa. Lập tức mở miệng quát hỏi, ngươi là ai? Muốn quản nhàn sự sao? Một cái khác, đã dơ lên đao nhọn, chỉ vào viên minh chấp mũi viên huynh. Cáp cống sắc mặt trắng bệch, trên trán tràn đầy mồ hôi, cũng kinh ngạc kêu lên. Toàn thân hắn quần áo nhúm máu, phần eo rõ ràng có một chỗ khoa trương vô cùng xé rách vết thương, cánh tay các nơi thì còn có chút hình dạng quy tắc vết đau, nhiều như rừng, có hơn 10 chỗ nhiều. Ngươi đây là tại sao vậy, làm sao làm đến thảm như vậy? Viên Minh Cao Mày nói. Ta. Cáp cống lời nói không nói ra miệng, người liền thân thể mềm nhũng, dáng viên minh ngã xuống. Nhìn xem ngất đi cắp cống. Viên minh có chút bất đắc dĩ. Hai người các ngươi, còn không mau cút đi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía truy sát mà đến hai người, mở miệng trách mắng. Ngươi muốn chết. Xấu xí gia hỏa kêu la một tiếng, hướng phía viên minh liền đánh tới. Viên minh mắt sáng lên, một tay dựng thẳng lên, trong miệng ngâm khẽ, ra. Vừa dứt lời, một đạo màu vàng đất vần sáng từ mặt đất sáng lên, xấu xí gia hỏa trong miệng hét thảm một tiếng, phóng ra bàn chân đã bị một cây từ mặt đất dâng lên bén nhọn mang đá đâm xuyên qua. Một cái khác thấy thế, vội vàng nhìn mình dưới chân, nhanh chóng lui về phía sau. Viên Minh cũng lười so đo với bọn họ. Một tay lấy cắp cống khiêng lên bả vai, mang theo hắn quay người rời đi. Nhặt được một người sống trở về, Viên Minh tự nhiên không thể lại về chính mình hang động đại bản doanh chỉ có thể chuyển hướng đi hắn bình thường nghỉ chân một cái tạm thời ổ điểm. Nơi đó là một cái mục nát cũ nát nhà trên cây, tự hồ là trước kia cái nào đó khoát lông thú nô trụ sở, đã bỏ phế thật lâu, Viên Minh đơn giản thu thập một chút, miễn cưỡng có thể sử dụng. Hắn dẫn cấp cống tiếng nhà trên cây, dùng chính mình đổi lấy thuốc bột đơn giản giúp hắn xử lý một cái thương thế, sau đó liền đi bên ngoài sinh đống lửa. Nướng đầu kia hắc giác hưu chân, Chương 35, Mộng Miêu Viên Minh ăn nửa cái thịt đùi hơ về sau, mang theo còn dư lại thịt chín, về tới nhà trên cây bên trong, phát hiện cáp cống còn không có thức tỉnh, sau một phen suy tính, liền từ trong ngực lấy ra một cái lớn bằng ngón cái màu vàng ống trúc. Hắn nhổ ống trúc nút gỗ, lập tức đưa đến dưới mũi cáp cống. Một cổ mát mẻ kích thích mùi, lập tức bay thẳng nhập cáp cống xoan mũi, hắn cái mũi mảnh nhưng nhíu một cái, thở nhẹ một tiếng, dần dần đã có ý thức. Viên Minh thấy thế, lập tức dời ống trúc một lần nữa phong tốt. Cáp cống tỉnh lại về sau, hít sâu một hơi, thương thế trên người. Làm hắn đau đến nhe răng trận mắt, hơn nửa ngày mới tỉnh hồn lại, lập tức thấy được bảo vệ ở một bên Viên Minh. Viên Huynh, ngươi lại cứu ta một lần, trong mắt cáp cống hiện lên vẻ cảm kích, nói ra. Dứt lời, hắn dậy dội lấy muốn đứng dậy, lại bị Viên Minh đè xuống bả vai, lại đè ép trở về trên bụng ngươi thương thế không nhẹ một lát không tốt đẹp được trước hết chớ nóng vội nhúc nhích nói một chút chuyện gì liệp cẩu đường cái kia hai tên gia hỏa nhưng không có bản lĩnh làm thương tổn ngươi nghe viên minh tra hỏi cáp cống cũng không có lập tức trả lời mà là khẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua bụng mình thấy kia bên trong đã bị băng bó liền một lần nữa nằm tốt nếu ta không bị thương bọn hắn tự nhiên không đã thương được ta Ta là gặp được quái vật, trên mặt cáp cống hiện lên một tiên nghĩ mà sợ chi sắc, nói ra. Quái vật. Không phải hung thú. Viên Minh nghe được cái này thuyết pháp, lập tức hứng thú. Ta. Ta cũng không xác định. Bất quá vật kia cùng bình thường nhìn thấy hung thú tuyệt đối không đồng dạng, ta cảm thấy nó không phải hung thú. Cáp cống một chút do dự, nói như thế. Bộ dạng dài ngắn thế nào, nói nghe một chút viên minh nói ra hắn có triệu đồng cho thường loại hung thú đồ giám đối với ở trong thập vạn đại sơn ẩn hiện đồng dạng hung thú cho dù chưa từng gặp qua tự tin cũng có thể dò số chỗ ngồi viên minh cũng muốn nhìn xem trong miệng cáp cống quái vật rốt cuộc là thứ gì cáp cống nghe vậy hít thở sâu một cái chậm rãi hai mắt nhắm lại giống như là tại cẩn thận hồi ức chính mình lúc trước kinh lịch hoặc như là tại bình phục dòng suy nghĩ của mình sau một lát, hắn mới một lần nữa mở hai mắt ra, nhìn về phía viên minh. Làm tổn thương ta vật kia, thân cao bất quá tám thước, toàn thân mọc đầy màu trắng lông dài, có màu đen lợi trảo, hành tẩu thời điểm như người đứng thẳng. Chạy thời điểm lại là dùng cả tay chân, tựa như giả nhân, lại như giả thú. Chính yếu nhất chính là, tiếng hô của hắn tựa như nhân chi kêu trên khóc nỉ non, để cho người ta nghe ngóng liền cảm giác sau cổ phát lạnh. Cáp cống chậm rãi miêu tả nói. Chỉ là như vậy. Viên Minh gặp hắn ngừng lại, nghi ngờ nói. Những này chỉ là bên ngoài cổ quái, ta cùng với chi lúc đang chém giết, phát hiện thứ này chẳng những thể phách cứng cỏi như sắt, càng tự hồ hoàn toàn không có cảm giác đau, giao chiến hoàn toàn không làm phòng thủ, không quan tâm, gần như là tự sát thức tập kích. Ta trường đau đều bùng bùng nhập trong cổ nó rồi. Nó cũng không làm né tránh, ngành sinh sinh tiếp tục chống đỡ, một trảo liền trọng thương vào ta. Nếu không phải ta rơi xuống đã đến một chỗ dưới thác nước, bị nước trôi đi, lần này nhất định là muốn giao phó ở trong đó rồi. Cáp cống lắc đầu, lòng có dư quý nói. Viên Minh nghe xong, một tay sờ lên cái cầm, rơi vào trầm tư. Nếu thật như cáp cống nói, thật đúng là cái quái vật A à, hắn tại trong lòng cẩn thận làm so với, sau đó thất vọng phát hiện thường loại hung thú độ giám bên trong thật đúng là không thể đối ứng bên trên hung thú. Có đầu mối sao? Cáp cống nhìn về phía viên minh. Hỏi. Viên minh lắc đầu, lập tức nói ra, ta vừa vặn chuẩn bị muốn tới cáp mô cốc, người nói thứ quỷ này, ta tìm triệu đồng hỏi một chút, hắn có lẽ biết. Cũng tốt. Cáp cống nhẹ gật đầu. Nơi này là ta một chỗ tạm thời ổ điểm, vị trí không tính là nhiều ẩn nấp, nhưng bình thường cũng sẽ không có người đến. Người đêm nay trước ở trong này an giấc, ta sẽ trông coi đấy. Viên Minh dặn dò. Viên Huynh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngày sau tất có hậu báo. Cáp cống ông quyền, chân thành nói ra. Không nói trước cái này, ăn một chút gì đi. Viên Minh cười khoát tay áo, đem trong tay nửa cái thịt đùi hơ đưa tới. Đêm khuya, huyền nguyệt mông lung hào quang, thuận nhà trên cây khe hở sóc xuống. Viên minh dựa vào nhà trên cây vách tường, cuối cùng khó chống đỡ buồn ngủ ngủ thiếp đi, ánh trăng như lụa mỏng bình thường nhẹ nhàng đắp lên trên người hắn, nhà trên cây bên trong quanh quẩn hắn nhỏ xíu tiếng nháy. Bỗng nhiên, hình như có một tiếng tiếng mèo kêu vang lên. Viên minh mảnh nhưng bừng tỉnh, hai mắt thông suốt mở ra, vô ý thức muốn đứng dậy lúc, lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách động đậy, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy tự như thần hồn ly thể, có chút không phân rõ mình là ở trong mơ vẫn là hiện thực. Trong lúc hoảng hốt, một trận mờ mịt thanh âm cô gái, đứt quảng vang lên, khi thì như người bên tai bờ nói nhỏ, khi thì như có người cách cửa thổ lộ hết, chợt xa chợt gần, lơ lửng không cố định. Cổ quái. Thần hồn. Là cái gì? Có chút ý tứ. Trong thanh âm của đó có khó nói lên lời mê huyễn cảm giác, viên minh nghe nghe, đã cảm thấy đầu não một trận u ám mí mắt trầm xuống, dần dần liền muốn mê mang đi. Nhưng lại tại hắn triệt để mất đi ý thức trước một cái chớp mắt, nhà trên cây cánh cửa chỗ lỗ hổng, bỗng nhiên có một đạo tiểu xảo trắng bạc cái bóng chật lóe lên. Tự hồ, là một cái màu lông trắng bạc mèo. Một đêm u ám ngủ qua, thẳng đến ngày thứ hai nắng sớm xuyên thấu qua nhà trên cây tấm ván gỗ khe hở, chiếu vào trên mặt viên minh lúc, hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra, tỉnh lại đi qua. Hắn xoa mi tâm, chống đỡ thân thể ngồi dậy, không khỏi hồi tưởng lại tối hôm qua mộng, trong lòng chưa phát giác có chút hoang đường. Thế nhưng là hoang đường sau khi, loại kia kỳ dị chân thực cảm giác, đặc biệt là loại kia thần hồn ly thể mất khống chế cảm giác, tinh tế suy nghĩ phía dưới lại không giống như là nằm mơ, để hắn hơn nửa ngày không cách nào tiêu tan. Hắn lắc lắc đầu, kiểm tra một hồi cấp cống thương thế, phát hiện đã khôi phục không ít, gặp hắn còn tại mê mang, không thể không đánh thức hắn ta phải đi ra ngoài một chuyến, ngươi một người ở đây, còn phải cẩn thận một chút. Viên Minh dặn dò. Ngươi yên tâm đi thôi, chính ta sẽ cẩn thận. Ngươi cũng kiềm chế một chút, tiếp theo chỉ sợ thanh lang ban cùng liệt cẩu đường đều sẽ nhầm vào ngươi rồi. Cáp cống nhẹ gật đầu, nói ra. Viên Minh điểm một cái hắn, mở ra nhà trên cây cửa, đi ra ngoài. Nhưng lại tại hắn xoay người đi ra cửa phòng trong nháy mắt, viên minh không khỏi ngây ngẩn cả người đây là cái kia mèo bạc. Trước mắt của hắn xuất hiện một cái khách không mời mà đến. Chỉ thấy chèo chống nhà trên cây một cây dọc theo đi hoành trên cành, một cái màu lông sáng rõ, ước chừng cao nửa thước mèo bạc, chính ngồi chồm hổm ở cách hắn hai, ba bước địa phương xa, trừng mắt một đôi kim hoàng hổ phách hai màu con ngươi, trừng trừng nhìn hắn chầm chầm. Một viên sau viên minh nắm đấm lớn không có bao nhiêu trọn mép đầu, từ thật cao ngẩn đến thứ tự rủ xuống, tự như trên dưới quan sát tỉ mỉ viên minh một phen trêu đến viên minh hết sức ngạc nhiên lại vừa nghĩ tới tối hôm qua mộng trong lòng viên minh dâng lên một tia dị dạng tối hôm qua nói chuyện với ta chính là ngươi a viên minh mở miệng hỏi mèo bạc nhìn xem hắn một lát đầu bỗng nhiên có chút nghiêng về một bên giống như là cũng không minh bạch viên minh đang nói cái gì dáng vẻ hoặc như là một bộ nhìn đồ đần tự như bộ dáng ta thực sự là mộng cũng có thể tin. Viên Minh không còn gì để nói, tự dễu cười nói. Vừa mới nói xong, trong mắt hắn tinh quang lóe lên, thân hình bỗng nhiên như báo săn bình thường đập ra, hướng phía cái kia mèo bạc bắt tới. Mắt thấy hai tay liền muốn chạm đến lúc, cái kia mèo bạc thân thể nhẹ nhàng nhảy lên. Cực kỳ nguy cấp tránh thoát viên minh bàn tay lớn, sau đó rơi vào trên cánh tay của hắn, như chuồng chuồng lướt nước lần nữa vọt lên, nhảy tới một căn khác trên nhánh cây viên minh một cái vô hụt, ông ở này rễ nằm ngang trên cành, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cái kia mèo bạc chính ngẩng đầu ưỡn ngực, ở đằng kia rễ nằm ngang trên cành đi bước kiểu mèo, hướng hắn quăng tới ánh mắt khinh thường. Cái kia mèo bạc dáng dấp đi bộ có chút cổ quái, không giống cái khác mèo vẫn lên hoặc vòng quanh cái đuôi, mà là đuôi dài rũ xuống, kéo trên mặt đất, đem cái mông che đến cực kỳ chặt chẽ. Ta bị một con mèo nhìn khinh bỉ. Viên Minh lập tức lông mày nhíu lại viên huynh thế nào các cống thanh âm từ nhà trên cây bên trong truyền đến không có việc gì viên minh lên tiếng chờ hắn quay đầu lại đi nhìn lên cái kia mèo bạc bóng dáng đã hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt nói trở lại mèo này làm sao nhìn có mấy phần nhìn quen mắt giống như trước kia ở nơi nào gặp qua viên minh gãi gãi cái ót tự lẩm bẩm các mô cốc bên trong trước nhà đá Viên Minh đem gần nhất để giành được vật tư giao cho trên tay Triệu Đồng. Thế nào, lấy tới kiếm thuật công pháp sao? Trong mắt Viên Minh có vẻ mong đợi, hỏi. Triệu Đồng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, quệt miệng lắc đầu. Chúng ta bích la động không phải kiếm đạo tông môn, cái này công pháp vốn là thư thất, không phải dễ dàng như vậy có thể đổi lấy. Ta cũng không sợ nói thật cho ngươi biết, trong cốc bán một chút công pháp bí thuật kỳ thật đều là trong môn trưởng lão phóng xuất, cho mình đổi lấy tài nguyên đấy. Chúng ta những này làm đệ tử, cũng chỉ là kiếm cái chân chạy phí mà thôi, nào có lá gan một mình truyền ra ngoài công pháp. Cho nên, các ngươi có thể mua được cái gì, hoàn toàn là tìm vận may, phải xem các trưởng lão vui lòng bán cái gì, tại viên minh ánh mắt hỏi thăm dưới, triệu đồng bất đắc dĩ giải thích nói. Cái kia gần nhất có cái gì hàng tốt? Viên minh cũng đã đã thấy ra, hỏi thật là có. Triệu đồng nghe vậy, vỗ vỗ cầm suy nghĩ một chút, đôi mắt đột nhiên sáng lên. Nói xong, hắn tại sau lưng trong rương một trận tìm kiếm, lấy ra một bản màu xanh sách, bày tại trước người viên minh. Tiểu tử ngươi vận khí không tệ, bản này vô ảnh bộ, là lộc trưởng lão gần nhất vừa giao cho ta, ngươi đang ở đây nơi này của ta góp nhặt tại nguyên, không sai biệt lắm vừa mới đủ đổi, triệu đồng vừa cười vừa nói. Công pháp này có làm được cái gì? Viên Minh nghe vậy, không khỏi nhíu mày hỏi. Đây không phải công phạt công pháp, là một loại thân pháp đối với ngươi tuyệt đối hữu dụng. Triệu Đồng thanh âm một cái hạ thấp xuống dưới, có chút thần bí hề hề nói ra. Xin lắng tai nghe. Viên Minh từ chối cho ý kiến nói. Đó là có thể đủ lớn bức tăng cường thân thể ngươi nhanh nhẹn độ pháp môn tu luyện, không thể tăng lên pháp lực tu vi, cũng vô pháp trực tiếp tăng cường chiến lực của ngươi nhưng lại có thể làm cho ngươi đang ở đây cùng người cận thân giao chiến lúc, nhiều chút thủ đoạn bảo mệnh. Triệu đồng giải thích nói ra. Viên minh nghe vậy, trầm ngâm suy nghĩ. Tại đã biết vệ mau chi thuật có phản vệ tình huống về sau. Hắn liền nóng lòng muốn có được một bản kiếm thuật công pháp, dùng cái này đến đề thăng chính mình đối địch thực lực, để không sử dụng vệ mau chi thuật cũng có thể chém giết hung thú. Dưới mắt hơn phân nữa là rất khó tìm được kiếm thuật công pháp, nếu là học được môn này thân pháp bí thuật, cũng là lựa chọn tốt. Vậy cái này vô ảnh bộ, thi triển ra hiệu quả như thế nào? Viên Minh một bên suy nghĩ, một bên lại hỏi một câu. Chương 36, tránh đầu sóng ngọn gió. Ta đây cũng không biết, ta chưa từng luyện, trong tông môn cũng không gặp ai luyện qua. Bất quá, từ lộc trưởng lão rất đau lòng, một mực không chịu lấy ra dáng vẻ nhìn, có lẽ vẫn là có chút giá trị. Triệu đồng lắc đầu, nói có chút lập lờ nước đôi. Được, vậy ta liền đổi. Viên Minh suy nghĩ một chút, nói ra. Tốt, vậy ta đây bên cạnh liền cho ngươi thanh toán sổ sách, vẫn quy cũ cũ, ngươi có thể xem một canh giờ, có thể nhớ kỹ bao nhiêu. Được rồi, ngươi cái tên này, sẽ không không nhớ được. Triệu đồng nói được nửa câu, liên nghĩ tới viên minh đưa qua con mắt không quên bản lĩnh viên minh tiếp nhận sách tìm hẻo lánh ngồi xếp bằng cẩn thận lật xem triệu đồng cũng chỉ là nâng lên sách trong tay của chính mình đổ vào trên ghế nằm phối hợp lật xem chư thân tẩu khí linh pháp đi đầu lấy thân là khí lấy pháp vì điều khiển nhìn thấy bên trong nội dung trong nháy mắt viên minh không khỏi hơi sững sờ chỉ vì cái này vô ảnh bộ ghi chép công pháp dùng không phải nam cương văn tự mà là trung nguyên văn tự, khó trách cái kia triệu đồng nói đến như thế ngậm hồ, chỉ sợ hắn không phải là không muốn luyện, mà là chính mình chưa hẳn nhìn hiểu. Sách này bên trong ngoài trừ văn tự bên ngoài. Vẫn xứng 18 bức nữ tử che mặt chân dung, hoặc đi hoặc đứng, thân hình hoặc bên cạnh hoặc nghiêng, khoát tay giơ chân ở giữa có chút phiêu giật, lại mỗi một bức chân dung phối hữu vô số dấu chân, nhìn như lộn xộn, một chút tế phẩm nhưng lại không khỏi để cho người đập án tán dương, dấu chân lít nhà lít nhít, không còn có trăm ngàn cái. Mới bỏ ra không đến nửa canh giờ, viên minh cũng đã đem sách nội dung toàn bộ nhớ kỹ xuống tới, chỉ là khép sách lại trong nháy mắt, hắn nhưng có chút sinh khí. Triệu đồng, ngươi vì sao gạt ta? Viên minh cau mày nói. Ta lúc nào lừa ngươi rồi? Triệu đồng ngồi thẳng người. Cũng là không hiểu. Ngươi cho ta vô ảnh bộ là không trọn vẹn đấy, nội dung cũng không toàn viên minh nhíu mày nói ra không trọn vẹn hay sao triệu đồng nghe vậy thần sắc hơi có lúng túng nói rất hiển nhiên hắn đối với chuyện này là không biết rõ tình hình đấy không trọn vẹn liền không trọn vẹn rồi cái này vô ảnh bộ là trưởng lão cho ta lại xem không hiểu ngươi có thể trách không đến ta nhưng rất nhanh hắn liền hai tay một đám một bộ không liên quan tới ta thần sắc viên minh tuy có bất mãn nhưng là không thể làm gì so sánh cái khác ký danh đệ tử một bộ cao cao tại thượng diễn xuất. Triệu đồng đối với hắn đã coi như là không tệ, hắn cũng không thể cưỡng cầu quá nhiều, dù sao mình nỗ lực cũng không nhiều. Đồng thời, cái này vô ảnh bộ mặc dù chỉ là thượng quyển, nhưng từ tổng cương bên trong tố thuật nội dung đến xem, hoàn toàn chính xác không phải là cái gì nát đường cái công pháp, chỉ ít cấp độ sau một thứ thuật là muốn cao hơn rất nhiều. Mặt khác, tu luyện thân này pháp về sau, không chỉ là nghênh địch lúc đối chiến có nắm chắc hơn về sau tìm hành theo đuổi cũng sẽ thuận tiện rất nhiều đặc biệt là gặp được một chút tính cảnh giác cao hung thú cũng càng dễ dàng theo dõi tiếp cận viên minh vốn định cáo từ rời đi đã ôm lấy nắm đấm lại đột nhiên nhớ lại cáp cống bị tập kích sự tình lập tức nói ra đúng rồi nơi này của ta còn có một việc muốn thỉnh giáo triệu đồng gặp hắn không so đo vô ảnh bộ không trọn vẹn sự tình liền vừa cười vừa nói chuyện gì nói một chút viên minh lúc này liền đem cáp cống kinh lịch cùng đối với cái kia lông dài quái vật miêu tả nói một lần triệu đồng sau khi nghe xong thả ra trong tay sách ngừng lông mày trầm tư ngươi nói cái này ta còn thực sự không biết là thứ gì chờ ta có rảnh trở về cho ngươi hỏi một chút đồng môn đi sau một lát hắn lắc đầu nói ra viên minh đành phải gật đầu cân xong chợt cáo từ rời đi hắn không có ở trong cáp mô cốc dừng lại lâu trực tiếp hướng cốc bên ngoài đi đến mới ra miệng hang một người dáng người thấp tráng, trên mặt mặt sẹo thanh niên đâm đầu đi tới viên huynh ta đến cáp mô cốc tìm ngươi nhiều lần hôm nay cuối cùng gặp được ngươi rồi nhưng có thuốc chữa thương cao nhìn thấy viên minh mặt sẹo thanh niên mặc lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng nhiệt tình tiến lên đón a à, là thổ siết huynh a à, thực sự thật có lỗi gần nhất trong tay không có gì dư thừa hàng tồn Viên Minh mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ nói. Ít đến bộ này, lần trước ngươi thế nhưng là hứa hẹn qua hai bình dược cao, không cho đồ vật. Hôm nay ngươi mơ tưởng ra cáp mô cốc, thổ xiết hai tay mở ra ngăn ở phía trước, một bộ vô lại bộ dáng. Ngươi đây là... Tốt à, đây là vốn định lưu cho chính mình dùng đấy, ngươi đã sốt ruột, trước hết lấy cho ngươi đi thôi. Viên Minh từ phía sau lưng trong bao quần áo lấy ra hai cái ống trúc làm bình thuốc, đưa tới. Hắc hắc, cái này còn tạm được đây là thù lao cũng đừng nói ta lấy không ngươi đồ vật thổ siết cười hắc hắc nói lấy ra một cái túi tiền ném tới viên minh mở túi vải ra nhìn thoáng qua yên lặng thu vào hai người lại rảnh rỗi trò chuyện hai câu lúc này mới chia tay viên minh rời đi khe núi đi vào một chỗ rừng già rậm rạp thả người lên một cây đại thụ lại lần nữa mở túi vải ra bên trong lại là một trương gia thú phía trên viết đầy cực nhỏ chữ nhỏ là phụ cận mảnh rừng núi này bên trong gần nhất phát sinh sự tình cái kia thổ siết là một cái tên là thổ hùng sẽ thú nô đoàn đội thành viên chỉ có mười mấy người là một cái cỡ nhỏ đoàn thể không như thanh lang bang thổ hùng sẽ phong cách hành sự ôn hòa rất nhiều thành viên đều là bằng vào tự thân lực lượng thu thập huyết thực người chưa bao giờ có cướp đoạt người khác việc xấu viên minh hơn hai tháng trước cùng thổ siết quen biết đã từng đã cứu thứ nhất mệnh thổ siết làm người có chút trung nghĩa cực muốn báo đáp đáng tiếc thực lực không đủ viên minh gặp thổ siết làm người khéo đưa đẩy giỏi về giao thiệp liền để nó hỗ trợ thu thập trong núi rừng khoác lông thú nô đám bọn chúng tin tức để hắn kịp thời hiểu rõ các loại tình huống hai người thường cách một đoạn thời gian thấy mặt một lần lấy giao dịch ẩn tàng chân thực ý đồ nhìn xem gia thú nội dung viên minh sắc mặt ngưng trọng lên căn cứ thổ siết thu thập được tin tức Thanh Lan Bang đã tìm tới ba âm nhóm người thi thể, cũng căn cứ tiền căn hậu quả, suy đoán ra hắn chính là hung thủ. Gia thú bên trên còn viết, Thanh Lan Bang chủ ô bảo treo giải thưởng một kiện nửa pháp khí thần binh, tìm kiếm viên minh tung tích. Nếu là như vậy, ta gần đoạn thời gian cũng không thể ra lại nhập tráp mô cốc rồi, trong cốc nhiều người phức tạp, rất dễ dàng gây nên người hữu tâm chú ý, viên minh đột nhiên nghĩ đến một chuyện, quay người rời đi hắn đem tốc độ tăng lên đến mức cao nhất tại trong núi rừng lượn quanh một vòng lớn xác định không có người theo dõi về sau mới trở về chính mình nhà gỗ phụ cận bên trong nhà gỗ cáp cống đang nằm nghỉ ngơi đột nhiên hắn mở to mắt ráng chống đỡ lấy đứng dậy nắm chặt thanh lang thú gia tùy thời chuẩn bị kích phát vệ mau thuật là ta viên minh thanh âm ở ngoài cửa vang lên cáp cống thấy thế lúc này mới thở dài ra một hơi lần nữa ngồi xuống ta rời đi trong khoảng thời gian này không người đến qua a à. viên minh đẩy cửa tiến đến hỏi nơi này có chút vắng vẻ không có người đến ta đều tức nghỉ ngơi một phen ngược lại là ngươi sắc mặt làm sao như vậy ngưng trọng đã xảy ra chuyện gì cáp cống nhìn viên minh sau hỏi thanh lang bang đã biết là ta giết ba âm đang ở khắp nơi treo giải thưởng tìm kiếm ta nơi này chỉ sợ không thể ở lại đến chuyển dời đến càng vắng vẻ địa phương tránh đầu gió. Viên Minh chậm rãi nói ra. Ba âm thật là ngươi giết. Ngươi lá gan thật đúng là không nhỏ, hắn nhưng là luyện khí ba tầng, thực lực không yếu hơn ô bảo bao nhiêu, ngươi đến tột cùng dùng thủ đoạn gì. Cáp cống lấy làm kinh hãi. Đùa nghịch một chút tiểu thủ đoạn mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Cáp cống huynh tiếp xuống tính thế nào? Thanh lang bang bây giờ mão túc sức lực đang tìm ta, đối với ngươi hẳn không có để ý nhiều, ngươi là dự định cùng ta cùng nhau rời đi. Vẫn là đơn độc hành động. Viên Minh chuyển hướng chủ đề, hỏi. Viên Huynh cũng quá khinh thường ta cắp cống rồi, ta ô tôn bộ người ân nặng nhất nghĩa, người khác tặng ta một đấu, ta tất gấp 10 lần hoàn lại, trước Viên Huynh không tiếc bại lộ hành tích, xuất thủ cứu ta, ta như tại lúc này rời đi, ngày sau còn như thế nào ngang đầu ứng ngực hướng khuyển thần đại nhân cầu nguyện cáp cống hừ một tiếng, trên mặt hơi lộ ra vẻ giận dữ. Là tại hạ thất ngôn, còn xin cấp cống huynh thông cảm. Viên Minh chấp tay nói ra. Hắn tại thập vạn đại sơn chờ đợi cũng có một đoạn thời gian. Đối với Nam Cương phong thổ bao nhiêu đã có chút ít giải. Nam Cương dân bản địa trong chăn nguyên xưng là giả nhân, phần lớn lấy bộ tộc hình thức quần cư sinh hoạt, mỗi cái bộ lạc đều có chính mình tập tục cùng tín ngưỡng, kiên kỵ nhất người khác xúc phạm viên huynh là người trung nguyên đối với ta ô tôn bộ hoàn toàn không biết gì cả không cần như thế về sau chớ có lại nói lời này chính là cáp cống gặp viên minh chân thành xin lỗi thần sắc hòa hoãn rất nhiều nói ra ta chắc chắn nhớ kỹ cáp cống huynh đã chủ ý đã định cái kia đi nhanh đi ở trong này thêm một khắc liền nhiều một phần nguy hiểm viên minh nói ra tốt chỉ là ta hiện tại hành động khó khăn di động chỉ có thể nhờ ngươi rồi cáp cống hai tay một đám nói. Viên Minh không nói gì thêm, cổng lên cáp cống rời đi nhà gỗ, hướng hẻm núi phương hướng đi đến. Nếu nói địa phương an toàn, tự nhiên là hẻm núi đối diện. Nơi đó vị trí vắng vẻ, không có gì hung thú, tự nhiên ít có khoác lông thú nô tiến đến, liền trước mắt mà nói đã thích hợp tỉnh dưỡng, cũng có thể tránh né thanh lang ban truy sát. Trọng yếu nhất chính là, có đầu kia tràn ngập sương mù hẻm núi tại, cho dù thanh lang ban toàn ban đi tìm đến, hắn cũng có thể trốn vào đáy cốc trong sương mù. Lại nhiều người cũng vô dụng. Lấy viên minh thực lực hôm nay, cho dù mang theo cấp cống, vẫn rất nhanh liền tới đến hẻm núi bên này. Hắn không có khác tìm chỗ, trực tiếp mang theo cấp cống đi vào trước đây ở lại hang động. Đi qua thời gian chung sống dài như vậy, viên minh đã đại khái mò thấy cấp cống tâm tính, làm người thành tính, đáng gia kết giao, cái này chỗ ở cũng không phải cái gì trọng yếu chỗ bại lộ cho hắn cũng không phải cái vấn đề lớn gì nghĩ không ra viên huynh ngươi còn có như thế một cái chỗ ở cáp cống nhìn thấy điều kiện như thế hoàn thiện hang động chật chật khen vừa tới trong này lúc lưu lại đấy thanh lang ba người trong thời gian ngắn tìm không thấy nơi này trong động đồ độ ăn cùng uống nước cũng rất sung túc ngươi an tâm ở đây tỉnh dưỡng viên minh nói ra cáp cống nhẹ gật đầu khoanh chân ngồi xuống vận công dưỡng thương. Viên Minh không có lưu ở nơi đây tu luyện, đứng dậy đi ra phía ngoài, rất mau tới đến một chỗ yên lặng rừng cây. Hắn mang cáp cống tới đây, không chỉ vì tránh né thanh lang ban lùng bắt, cùng để cáp cống có thể yên tĩnh dưỡng thương, cũng có được mục đích của mình. Bây giờ tình cảnh của hắn cũng không quá dịu, nhất định phải làm hết sức tăng lên thực lực của mình. Mới có thể tại đứng trước đột phát tình huống lúc làm đến toàn thân trở ra, tu vi tăng lên không phải một sớm một chiều sự tình vừa mới lấy được vô ảnh bộ pháp không thể nghi ngờ là lập tức so sánh có thế hiệu quả nhanh chóng lựa chọn mà môn này bộ pháp huyền diệu khó lường cần thời gian cùng không gian luyện tập hẻm núi bên này vắng vẻ yên tĩnh cũng đang thích hợp viên minh ở tại chỗ ngừng chân mà đứng nhắm mắt tinh tế nhớ lại một lần vô ảnh bộ pháp ghi lại văn tự chân dung sau đó hít sâu một hơi dồn khí đang điền bước ra bước đầu tiên bước bước thứ hai lúc lại tiếp tục đem khí phun ra. Chương 37, Thai Ngán Ngay tại viên minh hết sức chuyên chú tu luyện bộ pháp thời điểm, các mô cốc bên trong vẫn như cũ người đến người đi, có chút náo nhiệt. Khoảng cách các mô cốc hơn ngoài 10 dặm một chỗ bóng rừng đất trống, thanh làng ban chủ ô bảo ngồi xếp bằng, nhắm mắt hô hấp thổ nạp. Đột nhiên, một trận gấp rút tiếng bước chân vang lên một thân ảnh bước nhanh chạy vào tán bái sự tình thăm dò được như thế nào ô bảo không có mở mắt mở miệng hỏi ban chủ như ngươi đoán cái kia viên minh trước đó không lâu quả nhiên đi cáp mô cốc đáng tiếc chúng ta muộn đi một bước để tiểu tử này chuồn đi tán bái không người nói ra hừ ngay cả ba âm đều bị nó độc thủ ngươi cho rằng chỉ bằng mấy người các ngươi đi sớm có thể lưu lại hắn. Ô bảo thông suốt mở mắt, lạnh lùng nói ra. Ban chủ bớt giận, ta cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, cái kia viên minh nhập cốc, cùng hai người từng có giao dịch. Tán bái nói gấp. Ô bảo chỉ là nhìn xem tán bái, không nói gì. Bên trong một cái là ký danh đệ tử triệu đồng, có chút tham tài, lắp chút chỗ tốt về sau, nghe nói chỉ là bán cho viên minh một môn bộ pháp. Một người khác gọi thổ lạc, là cái kia chuyên môn lén lút bán tin tức thổ hùng sẽ người. Ta xem chừng, viên minh khả năng đã từ hắn nào biết, chúng ta đuổi giết hắn sự tình. Tán bái gượng cười hai tiếng, tiếp tục nói. Đã biết, nghĩ hết tất cả biện pháp tìm tới viên minh điểm dừng chân, ta muốn đích thân chiếu cố hắn. Mặt khác, cùng thế lực này, nhất là liệp cẩu đường cường điệu một lần nữa, bắt lấy viên minh không được giết hắn, ta muốn người sống. Ô bảo nói xong, lại nhắm mắt lại. Minh Bạch, thuộc hạ cáo từ. Tán bái lên tiếng, lui ra ngoài. Viên Minh. Ngươi có thể lấy sức một mình tru sát ba âm, chỉ sợ đã không dưới luyện khí tầng hai, trên thân ngươi tất có bí mật gì. Ta ngược lại muốn xem xem. Đến tột cùng là cái gì tạo hóa, có thể để ngươi tu vi tăng lên nhanh như vậy. Ô Bảo lần nữa mở ra hai mắt, ánh mắt sáng ngời. Viên Minh hang động chỗ ở phụ cận Sơn Lâm một đạo quỷ dị bóng người giữa khu rừng lóe ra, khi thì ở bên trái, trong nháy mắt liền đến bên phải, trong rừng bụi cây bụi cỏ không có đối với nó sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì, quỷ dị bóng người cũng không có đụng phải bất luận cái gì một ngọn cỏ lá cây, phản phất cũng không phải là thân thể máu thịt. Bóng người đột nhiên đình chỉ, rơi vào một tảng đá lớn bên trên, hiện ra viên minh bóng dáng, miệng lớn thở dốc. Trong mắt lại mang theo vui mừng. Hắn về tới đây đã ba ngày. Trong ba ngày này, viên minh không có tu luyện cửu nguyên quyết tất cả thời gian cùng tinh lực đều dùng tại vô ảnh bộ luyện tập bên trên nơi đây mặc dù ẩn nấp nhưng thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được khó đảm bảo thanh lang ban người sẽ không tìm đến nhất định phải làm hết sức tăng lên thực lực hắn phát hiện mình tại bộ pháp bên trên rất có thiên phú chỉ dùng ngắn ngủi mấy ngày vô ảnh bộ cũng đã nhập môn càng là tu luyện hắn càng là có thể trải nghiệm vô ảnh bộ pháp huyền diệu một khi thi triển ra thân hình nhanh như gió, quả thật có thể làm đến vô ảnh hai chữ. Với lại môn này bộ pháp giỏi về tài chật hẹp, phức tạp trong hoàn cảnh linh hoạt xây dịch, cùng vượng trắng biến thân có chút xứng đôi. Chỉ là vô ảnh bộ thi triển ra đối, với thân thể gánh vác rất lớn, cũng phi thường tiêu hao pháp lực, lấy hắn bây giờ luyện khí ba tầng pháp lực tổng lượng, cho dù không thôi động pháp thuật khác, tối đa cũng chỉ có thể kiên trì 15 phút, muốn càng vận may hơn dùng môn này bộ pháp, còn cần phải tiếp tục tăng cao tu vi rèn luyện nhục thân khoác lông thú nô liền có thể có cơ hội lấy được bực này bộ pháp thần diệu không biết bích la động những đệ tử kia pháp thuật thần thông cái kia có cỡ nào lợi hại viên minh nhìn về phía bích la động sơn môn phương hướng chưa phát giác sinh lòng mấy phần hướng tới viên minh lấy lại tinh thần khoanh chân ngồi xuống bắt đầu vận chuyển cửu nguyên quyết tu luyện nhiều ngày như vậy hắn phát hiện cửu nguyên quyết chẳng những có thể nhanh chóng tiếp dẫn thiên địa linh khí nhập thể tinh tiến pháp lực chỉ cần vận chuyển môn công pháp này thể lực cũng có thể khôi phục nhanh chóng hắn có thể tải ngắn như vậy thời gian bên trong tu thành vô ảnh bộ cũng may mà cửu nguyên quyết năng lực khôi phục viên minh thể lực cùng pháp lực rất nhanh đều khôi phục về tới hang động hang động nơi hẻo lánh chỗ cáp cống chính ngồi xếp bằng đi qua mấy ngày nay an dưỡng trước ngực cáp cống vết thương đã vẫy, thường ngày hành động đã không ngại, nhưng muốn triệt để khỏi hẳn, còn cần một đoạn thời gian. Hai tay của hắn bưng lấy chính mình sói xanh da lông, miệng lẩm bẩm, tự hồ tại thi triển mổ cái pháp thuật, lại không phải phệ mau thuật, bàn tay cùng thanh lang thú da tiếp xúc địa phương có quan mang lấp lóe. Người đang ở đây làm cái gì? Viên Minh tò mò hỏi. Cáp cống không có trả lời viên Minh. Tiếp tục tụng niệm có từ, trọn vẹn một bữa cơm sau mới mở to mắt, trên bàn tay ánh sáng tùy theo biến mất. Thật có lỗi, ta vừa rồi tại thai ngán khoác lông gia thú, quá trình này không thể gián đoạn. cách cống mang chút ấy nấy nói. Không sao, bất quá thai ngán khoác lông gia thú là cái gì? Ta làm sao chưa từng nghe nói qua? Viên Minh đã ngồi xuống tu luyện, mở mắt hỏi. Việc này nói đến có chút phức tạp, còn muốn từ nơi này chút khoác lông gia thú phương pháp luyện chế nói đến cáp cống tự hồ tại kiếm từ ngữ, im lặng sau khi mới mở miệng nói ra. Ngươi biết khoác lông gia thú quá trình luyện chế. Xin lắng tai nghe. Viên minh nhãn tình sáng lên nói. Ta cũng là nghe cáp mô cốc bên trong một vị bày quầy bán hàng bích la động đệ tử nói qua, bích la động đem sống sờ sờ hung thú đầu nhập một tòa bí mật trong trận, theo pháp trận vận chuyển, hung thú huyết nhục, hài cốt, thú hồn những vật này sẽ đều hóa thành nguyên khí, luyện vào gia thú bên trong, như quá trình không có phạm sai lầm một trương khoác lông da thú liền sẽ sinh ra trong tay chúng ta khoác lông da thú nhìn như là một khối da kỳ thật ẩn chứa một đầu hung thú tất cả sinh mệnh tinh hoa cáp cống giải thích nói thú hồn viên minh nghe nói lời này hồi tưởng lại lư hương cường hóa hai tấm da thú lúc tình hình trước hắn liền hoài nghi khoác lông da thú bên trong ẩn chứa thú hồn hiện tại xem ra quả là thế hung thú huyết nhục Hai cốt luyện hóa nguyên khí kỳ thật không có cái gì, khoác lông gia thú bên trong là quan trọng nhất chính là thú hồn. Viên huynh ngươi dùng lâu như vậy phải mau thuật, hẳn là hoặc nhiều hoặc ít có thể cảm nhận được trong đó thú hồn a. Cáp Cống tiếp tục nói. Hơi có phát giác. Viên Minh từ một tiếng. Những này khoác lông gia thú đã là tử vật, bên trong thú hồn một mực đang chậm rãi suy yếu, kỳ thật cái gọi là thai ngén khoác lông gia thú, này đây pháp lực ôn dưỡng gia thú ổn định trong đó thú hồn. Cáp cống lúc này mới nói đến chủ đề. Thú hồn suy yếu xu thế không cách nào nghịch chuyển đi, cái kia ổn định trong đó thú hồn đến tột cùng là mục đích gì? Viên minh trước gật gật đầu, sau đó hỏi. Thai ngán gia thú không chỉ có thể chậm lại thú hồn suy yếu xu thế, còn có thể làm tự thân cùng phệ mau thuật càng phù hợp, lấy tốt hơn điều khiển phệ mau thuật biến thân. Vận khí tốt, còn có thể kích phát thú hồn tiềm năng, thức tỉnh một hai cái năng lực, đương nhiên đây là có thể ngộ nhưng không thể cầu sự tình, lại cần tốn hao mười phần thời gian dài dằn dặc Cáp cống nói ra. Trong mắt lướt qua vẻ chờ mong. Kích phát thú hồn tiềm năng, thức tỉnh năng lực mới. Trong lòng viên minh mặc niệm một câu, liếc nhìn cánh tay phải. Từ thần bí lư hương trước đây chữa trị gia thú cùng kích phát năng lực biểu hiện đến xem, cũng là tới một mức độ nào đó thay ngén thú hồn, lại hiệu quả hơn xa cấp cống cái gọi là thai ngén bí thuật. Ngươi thế nhưng là đối với thai ngén gia thú bí pháp cảm thấy hứng thú. Thuật này ta cũng là ngoài ý muốn được đến, liền tặng ngươi một phần đi. Cáp cống gặp viên minh sững sờ xuất thần, coi là nó đối với thai ngén bí pháp cảm thấy hứng thú. Lấy ra một khối tràn ngập chữ nhỏ gia thú đưa tới. Vậy liền đa tạ cấp cống huynh rồi. Viên minh đối với thai ngén thuật xác thực cảm thấy hứng thú, cũng không có khách khí. Viên huynh cứu ta một mạng, nho nhỏ bí thuật, cần gì tiếc núi. Cách cống cười ha ha một tiếng, sau đó chỉ điểm viên minh vài câu thai ngán bí thuật tâm đắc, liền tiếp theo nhắm mắt vận công. Viên minh phát hiện cái này thai ngán thuật, nội dung cũng không phức tạp. Nó nguyên lý đại khái là thông qua đem trong cơ thể mình pháp lực chuyển hóa làm một loại nào đó có thể ôn dưỡng thần hồn năng lượng, lại lấy thủ đoạn đặc thù rót vào gia thú bên trong lấy ôn dưỡng thú hồn mà khoác lông da thú mạnh yếu thì cùng ẩn chứa trong đó thú hồn mạnh yếu vui buồn tương quan hán đại khái lĩnh hội minh bạch về sau liền ngựa không dừng vó vận chuyển cửu nguyên quyết chậm rãi đem pháp lực trót vào vượng trắng da bên trong dựa theo thai ngén bí thuật phương thức vận chuyển lại bàn tay cùng vượng da tiếp xúc địa phương nổi lên từng tia từng tia ánh sáng trắng cùng cắp cống vừa rồi làm phép lúc viên minh thấy vậy âm thầm gật đầu tiếp tục vận chuyển pháp lực thời gian từng giờ trôi qua đảo mắt qua gần nửa ngày, hắn phát hiện mình cùng vượng trắng da ở giữa cảm ứng quả thật có chỗ tăng cường. Chỉ là tăng cường trình độ thực sự là có hạn, muốn mượn này tăng lên về mau thuật uy lực, không phải năm này tháng nọ khổ tu mới được, mà cử động lần này không chỉ có đối với pháp lực tiêu hao không nhỏ, lại sẽ ảnh hưởng thường ngày tu luyện. Trước đó dùng lưu hương cường hóa gia thú, đều là nhìn gia thú mình là không hấp thu, bây giờ đã có cái này thai ngén bí thuật, nếu dùng thuật này thôi động lưu hương bên trong vẻ này nhiệt lưu dung nhập vượng trắng da, không biết có thể hay không càng hữu hiệu. Hắn đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Nói làm liền làm, viên minh lặng yên đi vào ngoài hang động mặt một chỗ chỗ ẩn núp. Lấy ra lưu hương nâng ở trong tay. Một dòng nước nóng từ lưu hương bên trong chảy ra, viên minh vội vàng vận chuyển thai ngán thuật, ý đồ dẫn dắt cổ nhiệt lưu này, cẩn thận từng ly từng tí hội tụ đến trên tay phải của hắn. Hy vọng thuật này hữu dụng, hắn âm thầm cầu nguyện, bấm tay điểm ra, đem lưu hương nhiệt lưu rót vào vượng trắng da bên trong. Vượng trắng da giống như bọt biển bình thường đem cổ nhiệt lưu này hấp thu, cả trường gia thú không gió mà bay, sau đó tự hành thi triển ra phệ mau thuật, bám vào trên thân viên minh, hóa thành vượng trắng hình thái. Vượng trắng thân thế nổi lên hiện ra từng đạo màu trắng đường vân. lóe ra sáng tỏ ánh sáng trắng, cái kia đạo vượng hồn hư ảnh lại lần nữa hiển hiện ra, so với lúc trước dày đặc không ít. Ngoài ra, viên minh phát hiện, mình và vượng gia liên hệ sâu hơn một chút, phỏng đoán cẩn thận, bù đắp được tu luyện thai ngén thuật hai tháng thành quả. Hắn nhẹ nhàng thở ra, sau đó tiếp tục thôi động lư hương bên trong nhiệt lưu, rót vào vượng gia bên trong, vượng trên da màu trắng đường vân càng phát ra sáng tỏ. Liên tục rót vào vài chục lần nhiệt lưu về sau, mặc dù có thai ngén thuật gia trì, vượng trắng da cũng không lại thu nạp lư hương nhiệt lưu. Lúc này, vượng trên da đường vân thô to rất nhiều. Lóng lánh hào quang sáng tỏ, cái kia đạo vượng trắng hư ảnh cũng biến thành nửa hư nửa thực, phát ra từng đợt hưng phấn trống rít gào. Viên minh cùng trên thân vượng da liên hệ thật to làm sâu sắc, rõ ràng cảm giác được vượng da bên trong yêu lực lưu động, thậm chí có thể phát giác được yêu lực duy trì phệ mau thuật đồng thời, như thủy ngân tả không ngừng xâm nhập kinh mạch của hắn, nội phủ, đan điền, thậm chí đầu óc. Vệ mau thuật ăn mộng nguyên lai là dạng này, hắn thu hồi lư hương, nhèo mắt. Đã biết yêu lực phản phệ tự thân đường tắt, về sau ngăn cản tự nhiên cũng sẽ nhiều mấy phần nắm chắc. Chương 38, Vây Kính Viên minh hóa thân vượng trắng, nhanh chóng hoạt động mấy lần tay chân, trên mặt hiện ra vẻ hoang mang. Hắn có thể cảm nhận được, mình và gia thú ở giữa vô luận là độ phù hợp vẫn là liên hệ đều có chỗ tăng cường, có thể biến đổi thân uy lực chẳng biết tại sao nhưng lại chưa gia tăng. Viên minh chính hoang mang ở giữa, chợt cảm thấy quanh thân nóng lên, một cổ cường đại yêu lực từ vượng trắng da bên trong tuôn ra, dòng nước xiết phân tán ra đến, rót vào thân thể của hắn các nơi, trong cơ thể đột nhiên truyền đến, ầm, một tiếng. Sau một khắc, thân thể của hắn như thổi phồng nhanh chóng phồng lớn. Bắp thịt toàn thân nhúc nhích, Xương cốt phát ra, ken két, tiếng nổ đùng đoàn. Biến hóa này đến nhanh, đi cũng nhanh, trước sau bất quá duy trì hai ba cái hô hấp dáng vẻ. Vườn trắng hình thái trống rỗng cất cao một thành, bắp thịt cũng theo đó phồng lớn một vòng, hai tay vượng trảo càng sắc bén. Viên minh hít sâu một hơi, cảm thụ được toàn thân cao thấp hiện ra so trước đây lực lượng mạnh hơn, trong lòng có chút phấn chấn. Chính mình biến khéo thành vụn lục lọi ra tới loại phương thức này, lại thật sự có thể tăng lên vượng trắng gia hóa thân uy năng Nếu có thời gian, hắn cần phải hảo hảo nghiên cứu một phen Dù sao đây là hắn trước mắt lâm trận đối địch lớn nhất dựa vào Viên minh giải trừ phệ mau thuật, trở về hang động, rất nhanh lại đi ra Trong tay nhiều một khối màu đen gia thú, đúng vậy tấm kia nhặt được cốc gia Thai ngén thuật đã đối thoại vượng gia hữu hiệu Đối với, cốc gia thú có lẽ cũng là như thế hắn lúc này thi triển phệ mau thuật hóa thân cốc hình thái, bắt chước làm theo thôi động thai ngén thuật điều động lưu hương bên trong hiện lên nhiệt lưu, chậm rãi rót vào cốc da bên trong. Nếu như đoán, cốc da cũng có thể hấp thu nhiệt lưu, bất quá chỉ đã dung nạp năm sáu đường nhiệt lưu liền ngừng lại. Mặc cho viên minh lại cố gắng như thế nào, cũng đã không còn phản ứng chút nào rồi. Xem ra gia thú tiềm lực trưởng thành không giống nhau, cái này cốc da kém xa vượng trắng. Viên minh thầm nghĩ mấy hơi thở qua đi, một cổ lạnh buốt mà cường đại yêu lực từ cốc gia thú bên trong truyền ra, để nó trên dưới quanh người hiện lên một loại có chút trăm mát cảm giác khác thường. Viên Minh nhắm hai mắt tinh tế cảm ứng, trên mặt lộ ra mỉm cười. Hắn giờ phút này biến thành cốc hình thái thân hình ngược lại không rõ ràng tăng trưởng, tứ chi lực lượng lại có không nhỏ tăng tiến, phổi hé cũng càng thêm hùng hồn mạnh mẽ. Lặn xuống nước thời gian tối thiểu biến dài ra một nửa. Bất quá để hắn hưng phấn cũng không phải là những thứ này, mà là cốc biến thân đã thức tỉnh một cái năng lực mới. Hắn thấp ép xuống thân thể, pháp lực trót vào phần lưng màu đen u cục, những cái kia màu đen u cục nhúc nhích, bỗng nhiên biến lớn gấp bội. Phốc Hơn 10 đạo chất lỏng màu đen từ u cục bên trong phun ra, như mũi tên đánh vào phía trước một lùm bụi cây bên trên. Xuy suy, suy. Xanh tươi lá cây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một nát, cứng cõi vỏ cây cũng nhanh chóng nứt ra, giống như là bị chất lỏng màu đen rút đi tất cả trình độ. Không đến nửa khắc đồng hồ, một lùm sinh cơ tươi tốt bụi cây triệt để khô héo mà chết, chỉ có mấy cây tráng kiện nhánh cây miễn cưỡng tồn tại, địa phương khác đã biến thành một nát buồn đen. Nọc độc thật là lợi hại, muốn nhúng tay vào cái này vì độc cốc mũi tên A viên minh khẽ hít một hơi. Nói trở lại, lư hương bên trong tuôn ra cái này một cổ nhiệt khí rốt cuộc là cái gì, lại đối với thú hồn tẩm bổ hiệu quả rõ ràng như thế. Viên minh trốn thoát hóa thân, nhẹ vỗ về trên cánh tay Lư Hương ấn ký, ý niệm trong lòng lần nữa chuyển động. Lư Hương trước đây để ý thức của hắn phụ thể cho người khác trên thân. Thậm chí nhưng điều khiển người khác hành vi cử chỉ, giờ phút này lại có thể cường hóa khoát lông gia thú bên trong ẩn chứa thú hồn lấy tăng cường gia thú uy năng, mỗi lần đều có thể khiến cho ngạc nhiên không hiểu, hiển nhiên là một kiện không xuất thế dị bảo ngày khác có hy vọng rời đi nơi này, nhất định phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Khi, làm, viên minh lần nữa trở về hang động lúc, cáp cống đã đình chỉ thai ngán gia thú, nằm ở cỏ khô trên giường nhắm mắt tỉnh dưỡng, sói xanh da bày ra tại một bên. Viên minh hướng da sói liếc một cái, ngồi xuống. Lư hương có thế cường hóa gia thú một chuyện đã tương đối minh xác. Đối với, sói xanh da khẳng định cũng hữu hiệu quả, cáp cống xem như bằng hữu của hắn, hai người trước mắt cũng coi như cùng chỗ khốn cảnh, muốn hay không cũng giúp đỡ cường hóa một cái vật này. Chỉ là ở vào an toàn cân nhắc, Lư Hương bí mật không thể tiết lộ, cho dù muốn giúp cáp cống một tay, cũng không thể để nó phát hiện. Vào thời khắc này, viên minh đột nhiên đứng lên, làm nghiêng tài lắng nghe hình, thần sắc rất nhanh trầm xuống. Cáp cống, mau dậy đi. Thế nào? Cáp cống cũng không ngủ say, nghe vậy vội vàng ngồi dậy. Có người đến, số lượng còn không ít. Viên Minh trầm giọng nói. Thế nhưng là địch nhân. Muốn hay không đi nhanh lên. Cáp cống giật mình, nắm lên bên cạnh màu xanh da sói. Không còn kịp rồi. Viên Minh lắc đầu, thân hình thoát một cái xuất hiện ở cửa hang, xuyên thấu qua cửa một cái khe hướng nơi xa nhìn lại. Hơn 10 đạo bóng dáng đã xuất hiện ở trong tầm mắt, nhanh chóng bay vút mà đến, mấy hơi thở liền đến trước động khẩu, hiện lên hình quạt bao vây bên ngoài. Người tới rõ ràng thuộc về hai cổ thế lực, cầm đầu hai người, thứ nhất là một cái tóc đen rối tung, mọc ra mũi ưng, trên mặt ba đạo sẹo đại hán, một người khác thì là cái dáng người mập lùn. Có một đôi đậu xanh mắt tóc vàng đại hán, là thanh lang bang ô bảo cùng liệt cẩu đường kim khôn. Hai người bọn họ giúp từ trước đến nay đối địch, làm sao lại đồng thời xuất hiện. Cáp cống cũng tới đến cửa hang, nhìn thấy người bên ngoài, hít vào một ngụm khí lạnh viên minh không nói gì thần sắc có chút âm tình bất định hắn đương nhiên nghe nói qua cùng thanh lang bang nổi danh liệp cẩu đường như tới chỉ là thanh lang bang hắn tự xưng là có nắm chắc có thể toàn thân trở ra như tăng thêm liệp cẩu đường sự tình liền trở nên khó giải quyết nhiều nhất là cả hai người dẫn đầu lại đồng thời xuất hiện hắc, ô bảo ban chủ không phải ta thổi tại đây thập vạn đại sơn còn không có chúng ta liệp cẩu đường tìm không được người, tóc vàng đại hán kim không cầm một cây nhỏ bé xương thú xỉa răng, vừa cười vừa nói. Ô bảo nhìn trước mắt hang động, hừ lạnh một tiếng, hai tay kết ấn, lòng bàn tay tư tư rung động, trống rỗng thêm ra một viên trứng bồ câu lớn nhỏ màu tím lôi cầu. Không được. Viên minh con ngươi có rụt lại, lôi kéo cáp cống hướng về sau nhanh chóng thối lui. Ô bảo tay phải hư không vung lên, lôi châu lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, trong rừng hiện lên chói mắt tử quan. Một đạo tử sắc thiểm điện trống rỗng xuất hiện, xé rách không khí bổ vào cửa hang trên tảng đá lớn. Oanh một tiếng vang lớn. Cao khoảng một trường cự thạch theo tiếng vỡ ra, hóa thành vô số đá vụn, hướng bốn phương tám hướng bay tứ tung ra ngoài, mang theo mảng lớn bụi mù. Nghĩ không ra cái này ô bảo thật đúng là tu thành lạc lôi thuật. Kim không trong mắt kiên kỵ lóe lên liền biến mất. Lạc lôi thuật như một thứ thuật, đều thuộc về pháp thuật, tu tiên giới pháp thuật ngàn vạn loại, cuối cùng đều thuộc về kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành phạm trù. Nhưng mà chuyện thế gian này luôn có ngoại lệ. Tu tiên giới một số người hoặc là yêu thú thiên phú dị bẩm, hoặc là hậu thiên bị trọng đại biến cố, có thể tu luyện cùng điều khiển không thuộc về ngũ hành lực lượng. Loại tình huống này, tu tiên giới xưng hô làm linh căn biến dị. Biến dị linh căn chủng loại rất nhiều trứ danh có lôi linh căn, ảnh linh căn, độc linh căn các loại, linh căn biến dị tốt xấu khó nói, hướng tốt biến dị có thể sử dụng linh căn mạnh lên, như hướng ác tính phương hướng biến dị, thậm chí hội thương tổn thân thể. Lôi linh căn thuộc về tốt biến dị, lôi thuộc tính lại lấy cường đại lực phá hoại lấy xưng. Lại bởi vì giữa thiên địa sẽ sinh ra lôi điện chi lực, lôi linh căn đối với cái khác thay đổi dị linh căn vẫn tương đối phổ biến, sinh ra không ít lôi thuộc tính pháp thuật thần thông, lạc lôi thuật chính là trong đó tương đối đê dai một loại, nhưng uy lực nhưng còn xa không phải một thứ thuật dạng này ngũ hành pháp thuật có thể so sánh. Ô bảo phất tay áo vung lên, đầu ngón tay ẩn ẩn có thanh quan lấp lóe, một cổ gió lớn trống rỗng sinh ra, quét sạch ra, đem cửa hang bụi đất đều thổi tan. Trong đồng tình huống rõ ràng hiển hiện ra, viên minh không có ẩn tàng hành tích, Thẳng nhiên đứng ở nơi đó. Bên cạnh hắn cáp cống nhưng không thấy bóng dáng. Ô bảo nhướng mày, vừa mới đến nơi này thời điểm hắn rõ ràng nhìn thấy trong động có hai người ban chủ cẩn thận một người khác chỉ sợ núp trong bóng tối viên minh ra vẻ như vậy chỉ sợ là muốn dẫn chúng ta đi vào tùy tiện động thủ tám thành sẽ bị tập kích bên cạnh tán bái thấp giọng nói ra ô bảo nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu mang tại sau lưng tay trái làm một cái thủ thế thanh lang ban thành viên chậm rãi di động vị trí đem cửa động một bên bao vây lại trong đám người Ô Lỗ nhìn xem Viên Minh, biểu lộ hơi có chút phức tạp. Trong miệng tự như khẽ thở dài một tiếng. "Ô Bảo, Kim Không hai vị ban chủ, là gió nào đem hai vị đại nhân vật cùng một chỗ thổi tới đây?" Viên Minh đem Ô Bảo cùng Thanh Lang ban mọi người cử động để ở trong mắt, không vội không chậm mở miệng nói ra. "Viên Minh, làm gì biết rõ còn cố hỏi, ngươi nhiều lần cùng ta Thanh Lang ban đối nghịch, càng hại chết ta ba âm phó ban chủ, tội ác tày trời." ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, còn có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Ô Bảo lạnh giọng nói ra. Viên Minh cùng Thanh Lan Bang đã không chết không thôi, lười nhát cãi lại, nhìn về phía Kim Khôn, Kim Khôn Bang chủ cũng là tới bắt ta. Viên Mổ tự hỏi chưa hề đắc tội qua liệp cẩu đường. Ha ha, Ô Bảo Huynh cùng ta chính là bạn tri kỷ, hắn mời ta đến đây, ta tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Kim Khôn một đôi đậu xanh con mắt đi lòng vòng, vừa cười vừa nói. Hôm nay là giữa ta và Thanh lang Bang tranh đấu, không có quan hệ gì với người ngoài, Kim Không Bang chủ cần phải hiểu rõ phải chăng dính vào, viên mổ cũng không phải cái gì rộng lượng người. Viên Minh liếc nhìn chung quanh liệt cẩu đường thành viên, chậm rãi nói ra. À, ngươi đây là đang uy hiếp ta. Kim không con người bỗng nhiên nheo lại, ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo. Chưa nói tới, chỉ là lời khuyên mà thôi. Viên Minh vừa cười vừa nói thanh lang bang cùng liệt cẩu đường quan hệ, hắn từ thổ lạc nơi đó nghe nói qua không ít, hai đại bang phái minh tranh ám đấu, tuyệt không có khả năng hòa thuận. Lấy kim không tính cách, trong lòng tám thành đánh lấy tọa sơn quan hổ đấu tâm tư, viên minh cử động lần này chính là muốn cho kim không một bậc thang, nếu có thể để nó khoanh tay đứng nhìn, cuộc chiến hôm nay chưa hẳn không có cơ hội thắng. Kim không nhìn chầm chầm viên minh, một đôi đậu xanh con mắt hầu như hiếp lại thành một đường nhỏ, đột nhiên cười ha ha. Viên Minh lông mày nhúc nhích một cái, không nói gì. Hắc hắc, Viên Minh ngươi quả nhiên không đơn giản. Loại tình huống này gặp nguy không loạn, còn muốn phân hóa chúng ta, nói thật, ta còn thực sự di chuyển thu ngươi nhập liệp cẩu đường tâm tư. Kim Khôn cười lớn nói. Kim Khôn, đồ vật ngươi còn cần hay không? Ô Bảo nhíu mày nói ra. Liệp cẩu đường tất cả mọi người nghe lệnh, cho lão tử vây hãm nơi này, dù là một cái phi trùng đều tuyệt không thể rời đi nơi này. Kim không không nhịn được phất tay nói ra. Liệp cẩu đường mọi người nhất thời bốn phía tản ra, hiện lên nửa vòng tròn xu thế bao vây hang động một bên khác, cùng thanh lang bàn đám người đem hang động tất cả đường ra vây chặt đến không lọc một giọt nước. Nhưng vào lúc này, trốn ở trong đám người tán bái đột nhiên lấy ra một trương tên nỏ, phía trên đắp ba cây màu xanh lá mũi tên, nhắm ngay viên minh cơ quan. Chói tai tiếng xé gió lên, mũi tên hóa thành ba đạo bóng xanh thẳng đến viên minh ngực yếu hại mà đi. Chương 39, ai cũng đi không được. Viên minh thi triển vô ảnh bộ, chỉ là thân hình hơi chao đảo một cái, liền lướt ngang nửa trường, tùy tiện tránh thoát tán bái đánh lén. Ba đạo màu xanh lá tiện mất đánh vào sau người vách tường, gần như đồng thời nổ bể ra đến, mảng lớn màu xanh lá sương mù hướng bốn phía nhanh chóng khuếch tán. Có độc. Viên Minh lập tức nín hơi, đưa tay vung lên. Một viên màu xám đen viên châu bắn ra, rơi vào cửa hang phụ cận mặt đất. Phốc, một tiếng vang trầm, một lớn đoàn sương mù trống rỗng toát ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ hang động, cũng hướng ra phía ngoài tràn lan. Làm cho người thấy không rõ trong động cuộc tình hình, trong lúc nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ điêu trùng tiểu kỹ. Ô bảo hừ nhẹ một tiếng, trên ngón tay thanh Quang hiện lên, lại lần nữa ý đồ kêu gọi gió lớn, thổi tan sương mù. Vào thời khắc này, dưới chân hắn mặt đất đột nhiên vỡ ra, toát ra một cây bén nhọn gai gỗ, cũng nhanh chóng lên cao. Ô bảo rung lên, bận biểu hướng bên cạnh nhảy lên, hiểm hiểm tránh thoát bàn chân bị đâm xuyên hạ tràng, nhưng hô phong hành vi cũng bị bách đánh gãy. Không chờ ô bảo cùng kim không hai nhóm người làm ra phản ứng gì, lại là một viên màu đen viên châu tại sương mù che lấp lại từ trong động bắn ra. Rơi vào bên ngoài mặt đất. Mảng lớn sương mù lại lần nữa cuồn cuộn toát ra, cùng trong động cuộc tràn ngập ra sương mù sen lẫn lăn lộn, bao phủ lại một mảng lớn khu vực. Trong động cuộc, viên minh lấy tay che, đi vào hang động chỗ sâu một chỗ trước vách đá, ra sức đẩy. Vách đá chậm rãi di động, lộ ra một đầu đen kịp thông đạo, mặt vách đá này lại là một khối gọt cắt qua tảng đá lớn viên minh dấn thân vào trong đó đem tảng đá lớn đẩy về tại chỗ hướng hang động cửa sau chạy đi hắn đã sớm dự liệu được thanh lang bang có thể sẽ tìm đến dự đoán làm phòng bị trước đây cử động đều là kế hoãn binh chờ bên ngoài ô bão nhóm người phát giác dị thường bọn hắn đã sớm trốn xa không vọt ra bao xa cáp cống bóng dáng xuất hiện ở phía trước trong tay nắm lấy một khối màu trắng huỳnh thạch tỏa ra gần sóng ánh sáng trắng tựa hồ tại chờ hắn viên huynh, nghĩ không ra ngươi cái này hang động còn có khác lối ra, bội phục. Cáp cống khen. Bây giờ không phải là nói chuyện phím thời điểm, đi mau. Viên minh kéo lại cáp cống, hướng phía trước chạy đi. Hai người tại đen như mực trong động cuộc một trận bảy lần quạt tám lần rẻ, đi ước chừng 15 phút mới rốt cục đến hang động cửa sau. Viên minh thi triển phệ mau thuật, hóa thành vượng trắng hình thái, một quyền đánh ra, ngăn ở cửa sau bên trên tảng đá lớn ầm vang mà nát hai người bay tán loạn mà ra đang muốn hướng nơi xa lao đi mặt đất đột nhiên sáng lên từng đạo hoàng quang hình thành một trương tắm võng lớn màu vàng chụp vào hai người thân thể viên minh giật mình tất cả pháp lực ngưng tụ đến chân nguyên bản liền cực kỳ tráng kiện hai chân trong nháy mắt vừa thô lớn ba thành từng khối bắp thịt nổi lên mà lên mảnh đạp đất mặt oanh mặt đất bạo liệt ra một cái hố cạn viên minh cả người xông lên trời, tại tấm võng lớn màu vàng khép lại trong nháy mắt chạy ra ngoài. Cáp cống lại không có thể chạy thoát, bị tấm võng lớn màu vàng bao phủ trong đó, không thể động đậy. Phù lục Viên minh rơi vào hơn một trượng bên ngoài, đồng lỗ co rụt lại, lật tay rút ra thanh ngư kiếm, bùng bùng hướng lưới lớn. Hai đạo lưỡi đao kim quang từ bên cạnh bắn ra, chém về phía hắn hai chân. Viên minh vội vàng thu tay lại, dưới chân thi triển vô ảnh bộ, trống rỗng lướt ngang vài thước, khó khăn lắm tránh thoát kim nhận bùng bùng trảm. Bảy tám đạo bóng dáng từ phụ cận trong rừng bắn ra, đem chung quanh vây chật như nêm cối, cầm đầu là một đầu đầu nhọn béo thân hình người dị thú. Mọc ra một đôi đậu xanh đôi mắt nhỏ, sau lưng kéo lấy một đầu dài nhỏ màu vàng kim cái đuôi, nhìn giống như một cái hình người cự thử. Cự thử da lông hiện ra ám kim sắc, trên lưng lông tóc nhất là dài, với lại từng chiếc dựng đứng, giống như con nhím, hai cái chân trước cũng hiện ra đạm màu vàng kim, móng vuốt giống như thép chù y sắc bén. Hắc hắc, coi ta là kẻ ăn chay sao? Ta đã đón lấy cái này một đơn, tự nhiên đã sớm đem tình huống của ngươi sờ soạn cái úp sấp, ngươi cũng không đi hỏi hỏi, ta kim gia là ai, hình người cự thử gần sống mở miệng, nghe thanh âm lại là kim khôn. Viên Minh khóe mắt không khỏi nhảy một cái. Chung quanh những này khoác lông thú nô mặc dù luận đơn đã độc đấu chính mình cũng không để vào mắt, nhưng tập kết cùng một chỗ cũng không thể khinh thường, tăng thêm có kim không tọa trấn, muốn phá vây rất không dễ dàng. Viên minh ánh mắt chuyển động ở giữa, nhìn về phía bị tấm võng lớn màu vàng trói nghiêm nghiêm thật thật cáp cống, kim không bọn người lại ai cũng không đi xem hắn, tất cả mọi người gắt gao nhìn chầm chầm chính mình. Mình cùng cáp cống mặc dù bèo nước gặp nhau, nhưng cũng cộng đồng đã trải qua một chút hoạn nạn, coi là ở mảnh này thập vạn đại sơn bên trong ít có bằng hữu. Nếu không có cùng đường mạc lộ, hắn cũng không muốn bỏ xuống đối phương. Viên huynh, ngươi không cần quản ta, tự mình đi đi. Các cống mặt lộ vẻ đau thương, hô. Đi. Hôm nay các ngươi ai cũng đi không được. Ô bảo thanh âm vang lên, lại là bảy tám đạo bóng người từ đằng xa bay xẹt tới. Ô bảo cũng đã thi triển ra phệ mau thuật, hóa thành một đầu cao lớn sói xanh đầu này sói xanh cung cấp cống phệ mau thuật biến thân có chút tương tự, nhưng hình thể rõ ràng lớn hơn một vòng, thân cao tiếp cận hai trượng, chỉ là đứng tại chỗ bất động liền có thể cho người ta một loại không nhỏ cảm giác áp bách. Kỳ lạ nhất chính là, sói đỉnh đầu thình lình mọc lên một viên đạm màu tím sừng nhọn, phía trên mang theo gần sóng lôi điện vân tay. Mắt thấy cảnh này, viên minh lòng trầm xuống, chóp mũi không khỏi ra không ít tinh tế mồ hôi lạnh. Hiển nhiên lần này, hắn tính sai mặc dù cục diện đối với mình mười phần bất lợi, viên minh nhưng không có chút điểm từ bỏ chống lại dự định, ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, ý đồ từ cục diện trước mắt bên trong tìm ra một đầu kế thoát thân tới. Tiểu tử, nếu ngươi còn có thủ đoạn gì nữa xử hết ra, bằng không mà nói, liền ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Ta tạm thời có thể lưu ngươi một cái mạng. Ô bảo gặp viên minh không nhúc nhích, trong miệng dững dưng nói. Viên minh nghe vậy giật mình trong lòng, ô bảo bây giờ hầu như nắm chắc thắng lợi trong tay cũng không nóng lòng giết chính mình hẳn là đối với mình có mưu đồ khác kim khôn đi bắt lấy hắn ô bảo gặp viên minh vẫn không có động đậy trong miệng quát to hô cái gì hô ta kim khôn cũng không phải thủ hạ ngươi kim khôn một đôi đậu xanh trừng mắt trách mắng hắn lời tuy nói như thế nhưng vẫn củ phất tay ra hiệu thủ hạ tới gần viên minh viên minh chậm rãi lui lại mấy bước thở sâu cánh tay vung lên. Hai cái bom khói tuột tay bắn ra. Đánh vào hai bên trái phải mặt đất. ầm một tiếng vang nhỏ, nồng đậm sương mù trống rỗng toát ra, che mất phụ cận vài chục trượng không gian. Ta làm ngươi còn có cái gì áp đáy hầm thủ đoạn, nguyên lai lại là này loại điêu trùng tiểu kỹ. Ô bảo cười lạnh một tiếng, hai cái vuốt sói thanh quan một đựng, chung quanh lại lần nữa hiện ra gió lớn, so trước đó mãnh liệt rất nhiều, chung quanh sương mù nhanh chóng tiêu tán viên minh thì thừa cơ thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo bóng trắng hướng về một phương hướng phóng đi. Dưới mắt chỉ có trước chạy đi mới quyết định, về phần cáp cống. Hắn thực sự bất lực. Hai đầu khoác lông thú nô nhìn thấy lướt gấp mà đến viên minh, trên mặt hơi hiện bối rối, lập tức liền trấn định, liên thủ nghênh tiếp. Cút ngay. Viên minh hai tay vung mạnh, bành trướng cự lực giống như thủy triều bắn ra. Hai đầu khoác lông thú nô cánh tay lập tức bẻ gãy, thân thể cao lớn bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, trong miệng kêu rên liên tục. Vèo. Vèo. Từng mũi tên xanh biết mất từ tiền phương phóng tới, nhào nhào rơi vào trước người viên minh, bộc phát ra một mảng lớn sương mù màu lục, làm cho hắn không thể không bước chân dừng lại. Nhưng ngay sau đó, viên minh lại đem vô ảnh bộ thi triển đến cực hạn. Thân hình bỗng nhiên trở nên mô hình hộ, nhoáng một cái tránh thoát còn sót lại xanh biết tiễn mất, tiến đụng vào đánh tới khoác lông thú nô trong đám người chung quanh sương mù bị thổi tan hơn phân nửa ô bảo cùng kim khôn cũng nhìn thấy viên minh vị trí đồng loạt đánh tới trong lòng viên minh hơi hồi hộp một chút song quyền mảnh kích mà ra giữa ngực bụng ánh sáng trắng hiện lên cái thứ ba tay vượng cũng một bốc lên mà ra đánh về phía ngăn tại chính diện một cái khoác lông thú nô phanh 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 ba tên khoác lông thú nô bị đánh bay nhưng mà càng nhiều người nhào tới căn bản đánh không thắng đánh. Ô bảo, kim không hai người cũng như ảnh tùy hình bình thường từ bên cạnh lượt trận, tự hồ ở vào một loại nào đó lo lắng mà cũng không xuất thủ. Viên minh càng đánh càng là kinh hãi, chính mình căn bản không có cơ hội thoát thân, lại vô luận là pháp lực vẫn là thể lực cũng bắt đầu tăng tốc tiêu hao, tiếp tục như vậy muốn bị tươi sống mài chết rồi. Hắn cũng không cho rằng ô bảo thực biết lưu hắn cái gì tính mạng, cho dù đối với mình có mưu đồ khác, đạt thành mục đích về sau, chính mình vẫn như cũ là một con đường chết nhưng lại tại giờ phút này hắn phụ cận rừng cây soạt một vang một đạo cao lớn bóng trắng lướt gấp mà ra một đầu vọt vào vòng vây bên trong hai cái khoác lông thú nô né tránh không kịp bị nó trực tiếp đánh bay ra ngoài miệng phun máu tươi ngã xuống đất không dậy nổi tất cả mọi người chú ý có viện binh tán bái hét lớn lên tiếng trong tay tên nọ nhắm chuẩn phía trước ba cây xanh biết độc tiễn bắn về phía bóng trắng. Mọi người ở đây đều thân kinh bách chiến, phụ cận ba cái khoác lông thú nô bỏ qua viên minh, bọc đánh đi qua. Cao lớn bóng trắng căn bản vốn không để ý tới cái khác, trực tiếp hướng bên trong phóng đi, hai tay đột nhiên trở nên mô hình hồ. Tiếng xé gió ở bên trong, nên đón ba người đều miệng phun máu tươi, bay ngược lấy nện vào phụ cận rừng cây, không biết sinh tử, ba cây độc tiễn cũng gãy đoạn, rơi trên mặt đất từ đâu tới không biết sống chết đồ vật cho kim gia nhận lấy cái chết kim không giận tím mặt bỏ qua viên minh hướng bóng trắng đánh tới vừa mới bị trọng thương ba người một trong số đó là liệp cẩu đường thành viên tên là xích na người này đã thức tỉnh khứu giác năng lực thành làng bang cùng liệp cẩu đường có thế nhẹ nhõm tìm được cũng ngăn chặn viên minh đường lui có thể nói toàn bộ nhờ thủ đoạn của người nọ ô bảo thấy thế hơi chần chờ sau cũng cải biến mục tiêu nhào về phía bóng trắng. Hắn cái trán màu tím độc giác bên trên nổi lên từng tia từng tia lôi quang, phát ra đom đóp vang lớn, từng đạo hộ quang điện phun ra ngoài, tại toàn thân các nơi du tẩu, cả người nhất thời biến thành người mang bom, hướng bóng trắng hung hăng đụng tới. Kim không bên ngoài thân kim quang đại thịnh, lưng cổ bên trên tóc vàng từng chiếc thẳng băng. Tuôn rơi. Mảng lớn tóc vàng ly thể bắn ra, mưa tên đánh về phía bóng trắng cao lớn bóng trắng như cũ không để ý đến hai người tiếp tục hướng trong vòng vây chạy đi cánh tay vung lên ầm một tiếng vang lớn ô bảo cùng kim không đồng dạng bị đánh bay ra ngoài con diều bay ra xa bốn năm trượng đập ầm ầm trên mặt đất chỉ là ô bảo thực lực xa không phải trước đó mấy cái thú nô có thể so sánh thân ảnh màu trắng bước chân cũng là một cái lão đảo lần thứ nhất dừng thân hình mọi người tại đây giờ phút này mới nhìn đến bóng trắng hình dáng là một đầu hình như tóc trắng vượng và kỳ dị sinh vật, thân hình cao tới hai trượng, toàn thân mọc đầy tóc trắng, hai mắt huyết hồng, trên tay mọc ra thật dài màu đen lợi trảo, nhếch miệng lúc lộ ra một ngụm so le giao thoa. Hiện ra hạo quang màu trắng răng nanh. Đây là cái gì quái vật? Mọi người tại đây đều là kinh hãi. Trên mặt viên minh cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, nhãn châu xoay động sau lui về phía sau, cánh tay lắc một cái. ầm một tiếng vang nhỏ, lại một cái bom khói nổ tung, nồng đậm sương mù khuếch tán ra, che mất hết thảy chung quanh. Cẩn thận, ngăn lại hắn. Vây quanh viên minh mấy người vội vàng đuổi theo, ý đồ tiếp tục dây dưa kéo lại viên minh, nhưng mà viên minh bóng dáng sớm đã biến mất tại trong sương khói, không biết đi nơi nào. Ngao. Tóc trắng quái dị hồ bị ô bảo cùng kim không ngăn cản chọc giận. Ngửa đầu cùng hống, hướng hai người vô giết tới ta cùng kim không đối phó cái này tóc trắng quái vật các ngươi cho ta đuổi theo viên minh ô bảo vội vàng ngưng thần nhanh chiến miệng quát nhưng mà hắn lời còn chưa dứt mấy viên bom khói không biết từ nơi nào bay ra rơi vào chiến trường các nơi phanh 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 Mạng lớn sương mù vỡ ra đem ở đây tất cả mọi người đều bao phủ trong đó lập tức không nhìn rõ bất cứ thứ gì rồi hiện trường trong lúc nhất thời trở nên có chút hỗn loạn Chương 40, Nhân họa đắc phúc Trong vòng vây, bị tấm võng lớn màu vàng vây khốn cáp cống nhìn xem chung quanh luân phiên kịch biến, cũng mở to hai mắt nhìn, trong lòng đối với đột nhiên xuất hiện bóng trắng rất là tò mò. Vào thời khắc này, một bóng người từ trong sương khói lướt đi, đúng vậy hóa thành vượng trắng viên minh, trong tay thanh ngư kiếm hóa thành một đạo bóng xanh, hung hăng bổ vào tấm võng lớn màu vàng bên trên. Thanh ngư kiếm vốn là sắc bén, rót vào pháp lực sau càng lộ vẻ phong mang, tấm võng lớn màu vàng lập tức bị chém ra một đạo lỗ hổng sao ngươi lại tới đây không phải để ngươi đi trước sao? cáp cống nhìn thấy viên minh hạ giọng có chút vội vàng nói im miệng viên minh lại lần nữa vung kiếm bổ xuống hắn giữa ngực bụng cái thứ ba vườn trảo cũng hung hăng chọc vào lưới lớn phía trên xoẹt một tiếng tấm võng lớn màu vàng rốt cuộc bị xé nước ra cáp cống từ bên trong lăn xuống mà ra đi Viên Minh không nói lời gì ông lấy cáp cống, hướng ra phía ngoài chạy đi. Chung quanh vòng vây hoàn toàn đại loạn, càng có sương mù tràn ngập, Viên Minh hai người tùy tiện đột phá tầng tầng phong tỏa, mắt thấy là phải chạy ra vòng vây. Một bóng người xuất hiện ở phía trước, lại là ô lỗ. Ô lỗ. Viên Minh ánh mắt trầm xuống. Trong tay thanh ngư kiếm sáng lên hàng quang, hướng phía đối phương vào đầu chém xuống. Chung quanh sương mù rất nhanh liền sẽ tán đi, không thể ở trong này trì hoãn mảy may, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Ô lỗ mặt lộ vẻ vẻ phức tạp, hướng bên cạnh trốn tránh mà đi, nhường đường ra. Viên minh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng không có dừng lại, lướt đi sương mù khu vực. Không tốt, viên minh chạy trốn. Vừa rời đi vòng vây, viên minh hai người bóng dáng rõ ràng hiển lộ ra, bị một cái ở bên ngoài đề phòng khoác lông thú nô nhìn thấy. Viên minh không chút nào để ý, hướng phía nam mê vụ hẻm núi bỏ chạy. Hắn lấy vượng trắng thân thế, đem vô ảnh bộ thi triển đến cực hạn, mặc dù mang theo một người, tốc độ vẫn cực nhanh, trong chớp mắt biến mất tại trong rừng rậm. Một bóng người đột nhiên thoát ly chiến trường, lại là cái kia tóc trắng quái vật, hướng viên minh hai người thoát đi phương hướng đuổi theo. Ô bảo, kim không nhóm người rất nhanh cũng chạy ra khỏi sương mù khu vực, sắc mặt cũng không quá đẹp mắt. Bọn hắn tỉ mỉ bày ra gần như không có sơ hở bắt kế hoạch, lại bị một đầu không biết từ nơi nào xuất hiện tóc trắng quái vật làm hỏng. Khục! Đâu có gì lạ đâu, ta thế nhưng là thay ngươi đem người chặn lại rồi. Có trời mới biết chỗ nào xuất hiện đồ chơi kia. Kim không nhúng vai, hai tay một đám nói. Người không có bắt lấy, treo giải thưởng nhưng không cách nào thực hiện. Ô bảo sắc mặt âm trầm nói mới cái kia tóc trắng quái vật thực lực ngươi cũng thấy đấy chỉ sợ ngươi ta liên thủ mới có thể miễn cưỡng ứng phó ta kim không mặc dù tham nhưng cũng sẽ không cầm các huynh đề sinh mệnh mạo hiểm kim không liếm liếm hơi khô nứt bờ môi cười lạnh một tiếng nói ra bắt lấy người ngoại trừ lúc trước cam kết ta có khác đáp tạ nhưng là ta nhất định phải sống ô bảo trầm giọng nói ra không biết vì sao ngươi đối với tiểu tử kia như vậy để bụng ta liệp cẩu đường trước hết không tham dự rồi sau này còn gặp lại chúng ta đi kim không nói xong liền chào hỏi người đem mấy cái thụ thương người đeo lên quay người rời đi viên minh hướng trốn chỗ nào rồi ô bảo nhìn qua dần dần từng bước đi đến liệp cẩu đường đám người hai mắt đỏ lên hiển nhiên đã ở vào nổi giận biên giới lạnh giọng hỏi ta mơ hồ giống như nhìn thấy là hướng phía đó đi vừa mới cái kia tóc trắng quái vật cũng đuổi tới Ô lỗ chỉ hướng phía đông một cái hướng khác. Truy. Ô bảo ra lệnh một tiếng, đi đầu nhắm hướng đông bên cạnh đuổi theo. Những người còn lại theo sát phía sau. Hai đám người lần lượt sau khi rời đi, hiện trường lại lần nữa lâm vào yên tĩnh. Nhưng vào lúc này, phụ cận trên một cây đại thụ vừa mới rễ to bằng cánh tay trẻ con cạnh bên trên phát ra thấp không thể nghe thấy sạc nhẹ vang lên, một cái mèo bạc nện bước ưu nhã bước chân đi ra. Nó liếm liếm thân thể của mình về sau, lần nữa nâng lên đầu, kim hoàng hổ phách hai màu con ngươi chớp chớp, hướng phương nam nhìn một cái. Sau đó thân hình nhẹ nhàng nhảy lên, liền rơi xuống phụ cận một cái khác trên cây, lại mấy cái nhảy lên, đã biến mất tại nơi xa. Viên minh biến thành vượng trắng cổng cáp cống, hướng phía mê vụ hẻm núi phương hướng toàn lực chạy trốn. Nhìn qua phía trước dần dần nồng đậm sương mù màu trắng, viên minh trong lòng khẽ buông lỏng chỉ cần đi vào hẻm núi khu vực, cơ bản liền an toàn. Viên huynh, cẩn thận. Vác tại trên lưng cáp cống đột nhiên lên tiếng kinh hô. Một đạo bóng trắng từ phía sau vô thanh vô tức mau chóng đuổi mà đến, vậy mà sau viên minh càng nhanh, hai ba cái hô hấp liền đã đến phía sau viên minh, vung lên một quyền liền đảo hướng cáp cống đầu. Viên minh thân thể bận bịu trùng xuống, hướng bên cạnh lăn ra ngoài. Nhưng mà tóc trắng quái vật tốc độ quá nhanh, hắn không thể hoàn toàn tránh thoát, bả vai trái bị đánh trúng, cả người bay tứ tung ra ngoài, cáp cống cũng từ sau lưng hắn bị cuộc bay ra ngoài. Viên Minh chỉ cảm thấy xương vai trái kịch liệt đau nhất, nửa người run lên, một cổ nhiệt huyết ngược dòng cổ họng bị hắn sinh sinh nuốt trở vào. Tóc trắng quái vật cũng không để ý tới Viên Minh, mà là hóa thành một đạo bóng trắng, chạy đi về phía cáp cống. Xem kiếm. Viên Minh mắt thấy không kịp cứu viện, thôi động, xúc nguyên tí, cánh tay phải trong nháy mắt thô to một vòng, đem thanh ngư kiếm đầu ra ngoài. Hưu sư Thanh ngư kiếm sẽ qua một đạo rất lạnh tàn ảnh, giống như sét đánh gió táp, trong nháy mắt liền đến tóc trắng quái vật trước người. Tóc trắng quái vật vung quyền đánh về phía thanh ngư kiếm, thân hình như cũ hướng phía trước phóng đi. Chỉ nghe, khen, một tiếng vang lớn, thanh ngư kiếm bị đánh bay ra ngoài, tóc trắng quái vật nắm đắm mặt ngoài bị cắt ra một đạo vết thương sâu tới xương thanh ngư kiếm bên trong ẩn chứa, súc nguyên tí, lực lượng khuấy động dưới, để tóc trắng quái vật thân hình hơi nhoáng một cái. Không đợi này quái ổn định thân hình, dưới chân nó mặt đất, tầm ầm một vang. Một cây thô to gai gỗ một bốc lên mà ra, mặc dù không thể đâm xuyên quái vật bàn chân, nhưng cũng để nó vốn cũng không ổn thân thể lão đảo một cái, suýt nữa ngã sắp xuống. Viên minh thừa cơ thi triển vô ảnh bộ, nhoáng một cái xuất hiện ở bên cạnh cáp cống, đưa tay bắt lấy nó thân thể, thả người nhảy lên phụ cận một cây đại thụ, hai ba lần bò tới ngọn cây. Viên huynh, đa tạ ngươi lại cứu ta một mạng. Cáp cống mở ra tràn đầy máu tươi miệng, miễn cưỡng cười nói. Lần này chúng ta có thể trốn được tính mạng lại cảm ơn ta đi. Viên Minh nói một câu, mang theo hắn hướng nơi xa nhảy vọt bỏ chạy. Hắn không có mang theo cáp cống nhảy vào hẻm núi, tóc trắng quái vật truy quá gần, giờ phút này tiến vào hẻm núi không những không cách nào hất ra đối phương tại loại này bằng phẳng địa phương hai người tuyệt đối khó thoát con đường sống chỉ có đang quen thuộc trong rừng rậm bọn hắn mới có một chút hy vọng sống tóc trắng quái vật ổn định thân hình hai mắt đỏ như máu nổi giận gầm lên một tiếng mặc kệ trên tay thương thân hình hóa thành một đạo bóng trắng đuổi đi theo này quá gì thường linh hoạt tùy tiện leo lên đại thụ tại từng cây trên cây cối nhảy vọt tiến lên không thể so với viên minh chậm. Cáp cống, ta phát hiện, quái vật kia từ đầu đến cuối, mục tiêu tự hồ vẫn luôn là ngươi, trước ngươi gặp qua nó. Viên minh đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, miễn cưỡng cùng tóc trắng quái vật kéo ra một điểm khoảng cách, gấp giọng hỏi. Trên mặt cáp cống lộ ra một tia thần sắc không tự nhiên, không nói gì. Hô! Một đoạn tráng kiện thân cây từ phía sau phóng tới, đánh về phía viên minh phía sau lưng lại là cái kia tóc trắng quái vật chém xuống một đoạn thân cây ném mạnh đập tới viên minh thân hình nhúng xuống hướng bên cạnh lướt ngang mà đi miễn cưỡng tránh thoát thân cây tập kích nhưng này thì một cái trì hoãn khoảng cách song phương bị kéo gần lại không ít cáp cống có lời gì mau nói lại trễ một lát chúng ta sẽ phải bị đuổi kịp rồi ta thật đánh không lại quái vật kia viên minh trầm giọng nói ra trong ánh mắt cáp cống để lộ ra một tia dãy dụ tâm ý, rốt cuộc hạ quyết tâm, mở miệng nói, viên huynh yên tâm, ta biết nó vì sao tập kích tới, cũng biết đẩy lùi quân địch phương pháp. Đang khi nói chuyện, hắn từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc, có chút huynh đảo, một viên trứng bồ câu lớn nhỏ viên châu màu máu lăn xuống mà ra, tỏa ra dị thường nồng đậm tinh huyết khí tức. Đây là cái gì? Viên Minh trừng mắt. Hậu phương tóc trắng quái vật ngửi được viên châu màu máu mùi, trong mắt vẻ tham lam đại thịnh tốc độ bỗng nhiên tăng tốc không ít lại lần nữa rút ngắn cả hai ở giữa khoảng cách đã không đủ mười trượng cắp cống nhưng không có lo lắng cánh tay vung lên đem viên châu màu máu xa xa ném ra ngoài tóc trắng quái vật hú lên quái dị lập tức bỏ qua hai người truy hướng cái kia viên châu màu máu viên minh thấy vậy thất kinh nhưng cũng không nói gì thêm quay người chạy về phía hẻm núi không chút do dự thả người nhảy vào trong đó mặc dù mang theo một người hắn vượng trắng biến thân vẫn leo núi như bay rất nhanh biến mất tại mênh mông trong sương mù đã tới đáy cốc viên minh không có dừng lại hướng hẻm núi chỗ sâu chạy đi một mực chạy ra hai ba dặm mới ngừng lại được nơi đây sương mù lượn lờ ô bảo nhóm người cũng khó có thể theo đuổi tạm thời hẳn là an toàn hắn đặt cáp cống xuống bấm niệm pháp quyết giải trừ phệ mau thuật đặt mông ngồi dưới đất thở hào hển nói ra Liên tục mấy trận đại chiến, pháp lực của hắn đã thấy đấy, thể lực cũng tiêu hao hầu như không còn, thực sự chạy không nổi rồi. "Chuyện hôm nay, nhờ có Viên huynh, ta lại thiếu ngươi một cái mạng." Cáp Cống chậm rãi nói ra. "Ô bảo những người kia vốn là tới tìm ta, nói cái gì thiếu không nợ đấy. Ngược lại là cái kia tóc trắng quái vật là cái gì địa vị, vì sao muốn truy sát ngươi? Còn có cái kia viên châu màu máu lại là cái gì?" Viên Minh thở dốc một trận, khí tức dần dần bình phục hỏi việc này nói rất dài dòng cái kia viên châu màu máu tên là huyết hoàng chỉ có cấp một thượng giai hung thú trong cơ thể mới có thể ngưng kết có thể nói là nó toàn thân khí huyết tinh hoa cáp cống giải thích nói cấp một thượng giai hung thú người như thế nào đánh chết viên minh có chút chấn kinh lấy thực lực của hắn bây giờ cũng không dám dây vào cấp một thượng giai hung thú Ta nào có bản sự kia, trước đó ngẫu nhiên gặp một đầu trọng thương sắp chết thượng giai hung thú, từ nó trên thi thể may mắn được đến cái viên kia huyết hoàng, về sau liền bị cái kia tóc trắng quái vật để mắt tới. Cáp cống cười khổ nói. Cái kia tóc trắng quái vật thực lực cường đại, ngươi lại là như thế nào chạy thoát hay sao? Viên Minh vẫn có chút không tin, truy vấn. Quái vật kia lúc ấy trên người có thương, trên thân ta lại có một viên giam cầm loại phù lục, lúc này mới may mắn thoát thân nghĩ không ra qua lâu như vậy, quái vật kia vẫn là đuổi theo tới. Cáp cống thở dài. Nguyên lai là chuyện như vậy, bất quá lần này cũng coi là nhân họa đắc phúc, nếu không có quái vật này tới quấy rối, người ta sợ là muốn bàn giao tại ô bảo nhóm người kia trong tay. Bây giờ ngươi mặc dù ném đi huyết hoàng, nhưng cũng không cách nào cam đoan quái vật kia không còn đuổi theo, tranh thủ thời gian khôi phục một chút. Viên Minh gật gật đầu, phối hợp chạy đến một cái góc khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận công điều tức cách cống bị cái kia tóc trắng quái vật đánh một quyền khiên động thương thế hiện tại toàn thân cao thấp không có một chỗ không đau lúc này cũng khoanh chân ngồi xuống vận công chữa thương sau gần nửa canh giờ viên minh dẫn đầu mở to mắt tại chính nguyên quyết trợ lực dưới pháp lực của hắn đã triệt để khôi phục thể lực cũng gần như sung mãn chung quanh một mảnh tĩnh mịch cũng không tình huống dị thường Xem ra cái kia tóc trắng quái vật hơn phân nửa là được huyết hoàng liền đã lui đi, cũng không có lại đuổi theo.